Vâng, Tín Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Đấy, tiếp tục với chương trình video thì vừa về được cái bộ led nháy hạt ngọc này. Đấy thì lại lên video quay luôn bác luôn. Đấy, hàng bộ nháy rất đẹp luôn. Có cả điều khiển từ xa bác luôn nhá. Đấy, em đang quay vào trong cái điều kiện trời tối để bác xem rõ hơn này. Đấy, đèn nháy rất là đẹp này. Đấy, có điều khiển các chế độ khác nhau. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Nháy rất là nhiều kiểu khác nhau luôn. Đây. Đấy, bấm cho các bác nhiều xem này, rất nhiều kiểu luôn. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đó. Quá chất lượng luôn. Đấy, có thấy không? Cực kỳ ok nhá, mà giá thì rất là hạt rẻ. Bình dân thôi. Đấy, quá ok này. Lô, lô. Đấy, có cả nháy theo nhạc luôn này. Lô, 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 lô. Đấy, nháy theo nhạc nhá. Đấy. Đây các bác, đây các bác nhìn này. Đó, con này nháy cả theo nhạc luôn, xịn lắm. Bộ này xịn các bạn. Đấy, ngon, bộ này ngon, bộ rẻ, đẹp, chất lượng. Mà có 70.000 bộ thôi. Đây để em cho tí ánh sáng quay cho bác chi tiết này. Đó, đây thì các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like nhá, cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán luôn nhá. Đấy. Rất nhiều những mã hàng mới trong video hôm nay. Đấy thì vừa quay bác cái led hạt ngọc trong cái trời tối nhá. Đấy, nó nháy rất là đẹp luôn. Đó, một bộ này là bao gồm là một cuộn led này. Một cuộn này thì sẽ có chiều dài là 10 m nhá, 10 m và đi kèm là một cái điều khiển nha. Giá nó thì chỉ có 70.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ được cái cuộn led hạt ngọc nhá. Cuộn led hạt ngọc này. Đó, cuộn led hạt ngọc. Giá sẽ là 70k một bộ này. Đấy, bao gồm là một cuộn led và một cái tay điều khiển từ xa, rất là hay nhá. Cái này là các bác có thể là chơi cho em ngoài trời thoải mái luôn. Đấy, chống nước thoải mái luôn đây này. Các bác nhìn này. Cái phần hạt của nó là nó được bịt kín luôn. Đấy, bịt kín luôn nên là các bác chơi cho em ngoài trời mưa, trời gió, ngoài trời thoải mái luôn nhá, không lo nó bị chập cháy đâu. Đó. Và cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V. Đấy, về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, các bác có thể tận dụng các bác cắm. Đấy, các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, là đèn nó lên, có thế thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đó. Thì một bộ này là 70.000 nhá, một bộ này là 70.000. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ led hạt ngọc. Đấy, bộ led hạt ngọc nha. 10 m nhá, dài 10 m. Đó, dài 10 m về các bác chơi thoải mái luôn, trang trí nhà cửa các thứ là rất là ok nhá. 70.000 một bộ nha. Đấy, thì là một bộ đấy là 70.000. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cái củ sạc để cấp nguồn cho cái bộ led này. Nếu mà các bác nào có cái củ sạc điện thoại thì về các bác có thể tận dụng. Còn nếu mà các bác chưa có, các bác muốn mua thêm thì bên em có bán kèm thêm cái củ sạc của Samsung 5V 2A nha. Một cái củ này thì bên em đang bán cho bác giá sẽ là 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ được cái củ sạc Samsung nhá, củ sạc Samsung cấp nguồn cho cái bộ led này thì là 30.000 một củ nhá, 30.000 một củ này. Đấy, thì về các bác có thể mua thêm để về các bác cấp nguồn. Còn nếu mà các bác có rồi thì mình có thể tận dụng những cái củ sạc nhà mình các bác xài nhá. Còn không mình mua thêm. Còn bộ led này thì đang bán bác là 70.000. Chọn một bộ này là có chiều dài 10 m và một cái tay điều khiển các nhá, một cái tay điều khiển từ xa rất là đẹp. Đấy, lúc đầu video em đã test bác rồi. Đấy, hàng rất là đẹp, thiết kế rất chắc chắn luôn. Chơi ngoài trời nắng mưa cho em thoải mái luôn nhá, rất là bền bỉ ok. Đấy, ánh sáng đẹp, nhiều màu sắc khác nhau. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ vít mã V7 này. Đấy, nhiều bác hỏi quá thì hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vít V7. Bộ này thì bên em đang gửi bác một cái bộ vít 7 cây này, hàng thanh lý cửa hàng. Giá nó chỉ có là đi 60.000 bộ thôi. Đấy, rất là rẻ nhá, giá rất hạt rẻ mà về các bác xài sử dụng nhá. Cái chân của nó sẽ là cái chân lục giác để về các bác có thể lắp vào những cái dòng máy khoan pin, máy khoan cầm tay cho em thoải mái luôn này. Chân sẽ là chân lục giác, chân PS2 nhá. Và đây là cái phần đầu đó. Đầu là đầu ba kia và có cái phần cạnh, các bác nhìn phần cạnh sọc này. Đấy, cạnh sọc để khi mà các bác vặn vít nó không bị trượt, nó không bị trơn các bác nhá. Đấy, vặn vít nó ăn con vít để các bác xoáy nó dễ hơn. Đấy thì một bộ này là bao gồm là 7 cây đây, bày cho bác coi. Đây một bộ nó nha. Đấy, một bộ nó sẽ gồm còn là 7 cây nhá, 2 4 6 7 cây. Đấy, 7 cây, đầu ba kia, chân là chân lục giác nhá các bác nhá. Đầu chân PS2 để về các bác xài. Cái phần đầu này đều có nam châm từ tính luôn nhá. Đấy, hút rất là chặt để về các bác bắt vít các thứ này, vặn ốc vít các thứ rất là tiện luôn. Những con ba kia rất là đẹp. Đấy, về các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp em sẽ cái bộ vít V7 này. V7 em bán giá rẻ thôi, 60.000 bộ thôi, chỉ có 60.000 bộ. Đấy, các bác mua đâu được một cái bộ vít mà 7 cây này chú 60.000 về các bác xài. Đấy, xài gia đình anh em thợ thuyền xài dầm dã thoải mái cho em luôn. Đấy, có cả cây dài, cây ngắn lẫn lộn cho bác xài luôn nhá. Đấy, các bác thích dài có dài, thích ngắn có ngắn, là một chọn bộ luôn. Vì em bán một lúc một bộ nữa, không tách lẻ các bác nhá. Đấy, bán một lúc là một bộ luôn là 7 cây. Thì cứ lên mã với em sẽ là bộ V7 nhá, 60.000 các bác nhá, 60.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ, bình dân mà hợp lý. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái rắc nguồn 5V ra 12V này. Đấy, cũng nhiều bác hỏi quá nhưng mà em về quên em chưa quay thì hôm nay em quay luôn bác này. Đấy, em nó về từ mấy bữa trước đấy thì đây. Đấy, thì quay lại bác luôn nhá. Cái này thì em quay nhiều là giới thiệu nhanh thôi. Cái này thì nó rất là dễ xài nhá. Về các bác có một cái cục sạc điện thoại các bác cắm vào thì nó cấp nguồn là cái nguồn vào của nó sẽ là nguồn 5V. Đấy, cứ đảm bảo là nguồn 5V. Đấy, ví dụ như là các bác có cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, nguồn 5V được, các bác cắm vào đây. Thì nó sẽ đẩy lên giúp em là được là thành là 12V luôn nhá. Đấy, đẩy từ cái đầu là đầu 5V nó sẽ đẩy lên thành 12V. Thì đây, cái chân nó sẽ là chân này, chân tròn nhá. Về các bác ví dụ như là, trong trường hợp ví dụ như là Wi-Fi trong trường hợp nó mất điện này, các bác muốn cắm vào Wi-Fi này hoặc là camera. Đấy thì các bác có thể là cắm vào cái củ sạc điện thoại hoặc là cái cục sạc dự phòng. Các bác cấp nguồn cho cái cam hoặc là cái cục Wi-Fi nó duy trì nguồn nhá, rất là tiện luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn 5V ra 12V nhá. Cái này thì em báo giá nhanh là 20.000 một cọng này thôi nhá, 20k. Đấy, rắc nguồn 5V ra 12V này. 20.000 nhá, 20.000 một cọng thôi. Đấy, giá rất là rẻ bình dân. Cái này cũng nhiều bác hỏi lắm nhưng mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về này. Đấy, rắc nguồn 5V đến 12V nhá, 20.000. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mỡ hàn này. Cái mỡ hàn nhiều bác cũng hỏi là cái có cái dòng gì để hàn cho nó dễ hàn, mũi hàn nó đẹp mà nó ăn không? Đấy, nó dễ bắt mũi hàn không thì đây. Mua cho em cái hộp này về. Đấy, nó là cái hộp mỡ hàn nhá. Nó là cái dạng chất xúc tác để khi mà các bác hàn giúp mối hàn của bác đẹp hơn này, nó dính hơn này, đấy, dính hơn, đấy, nó bền hơn, nhìn nó đẹp mối hàn, nhìn nó tròn mối hàn. Đấy thì các bác mua cho em cái mỡ hàn này về. Đấy, về các bác dùng sử dụng hàn cùng với lại cái thước nhà mình, hàn cực kỳ đẹp mà mối hàn rất là ngon. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, cái này cũng giá rẻ thôi, 20.000 hũ nhá, một hũ này của nó là 30g, về xài thoải mái luôn. Thì cái lên mã giúp cho em sẽ là cái hũ mỡ hàn nhá, mỡ hàn, đó mỡ hàn này, mỡ hàn nhá, mỡ hàn là 20k một hộp này, là một hộp này là 30g nhá. Hộp là 30g. Đó là giá của nó sẽ là 20.000 một hộp các bác nhá, 20k. Dầu gió này thì vẫn còn hàng để phục bác này, dầu gió của Singapore nhá, chai 24ml. Giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một chai. Đấy, hàng thì cam kết chính hãng luôn. Đấy, hàng xuất đi Mỹ này, có cờ Mỹ này. Đấy, cứ lên mã em sẽ là cái chai dầu gió nhá, chai dầu gió xanh 50.000. Cái này thì em quay nhiều, quay nhanh các thôi. Đấy, 50.000 một chai. Tiếp theo thì lên bác đó là cái sản phẩm rất là hay, lâu lâu không quay bác này. Cái túi xi măng dẻo nhá, túi xi măng dẻo. Về các bác có những cái lỗ mà nó bị hở, các bác bình thường là các bác cứ phải mua xi mua vữa về các bác trộn nó rất là mất công. Đấy, rồi là nó bất tiện thì các bác mua cho em cái túi này về. Cái này nó chỉ có 5.000 một túi thôi nhưng mà dùng rất là hay. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái túi xi măng dẻo nhá. Đấy, xi măng dẻo này. Một túi này là 5k nhá, một túi là 5k thôi, chỉ có 5.000 đồng cho một túi thôi. Đấy, lấy bao túi tính mấy nhiêu tiền, có thế thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà về dùng rất là tiện. Đây, cứ lên mã giúp em sẽ cái túi xi măng dẻo nhá, 5k một túi nhá. Đấy, 5.000 một túi. Đây em bóc cho bác một túi này, nó là cái dạng xi măng dẻo dạng ấy mà. Đấy, thì về các bác lấy ra. Đấy, lấy ra như này, đó nó sẽ dẻo dẻo như này. Đấy, về các bác có những cái chỗ mà cần các bác chít vào thì các bác lấy cái này ra. Đấy, các bác nặn sau đó có chít vào và các bác để một thời gian thì nó sẽ khô như xi măng luôn. Đấy, nó sẽ khô xi măng. Những cái lỗ điều hòa này rồi là những cái lỗ hở này. Đấy, thì các bác chít cái này vào trong rất là hay. Đấy, nó sẽ dẻo dẻo như xi măng này này. Đấy, dẻo dẻo xi măng rất là hay nhá. Đây, đó, dẻo dẻo xi măng. Các bác để là nó sẽ khô, nó cứng như xi măng luôn, rất là hay nhá. Đấy, một túi này là 5k về các bác xài. Đó thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng mình, nếu mà chỗ nhiều thì mình có thể mua nhiều. Đấy, ít thì mình mua ít. Đó, một túi này của nó được một cục cục như một cái nắm cơm này. Đấy, rất là ok nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ cái xi măng dẻo nhá. Đấy, xi măng dẻo, một túi này là 5k thôi. Đấy, 5k dùng cực kỳ là tiện mà thay thế xi măng rất là hay. Đấy, chỉ có 5.000 một túi thôi. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Còn dư thừa như vậy thì nên dùng cái xi măng chống thấm để nhét vào này, để che đi cái khuyết điểm mà đi, hoặc là mấy cái lỗ điều hòa của mình á, chét vào để đỡ hao tiền điện. Những cái lỗ dư thừa này mình có thể chét vào. Đây là xi măng dẻo chống thấm, có thể dùng khoảng 4 tiếng sau nó sẽ khô cứng lại, mình có thể đổ nước vào để cho nó mềm ra rồi bóc ra thôi. Các bác có nhu cầu thì có thể bấm mua nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, những cái lỗ dư thừa này, rồi những cái chỗ lỗ điều hòa này, các bác muốn bịt kín vào những cái phần nắp cống cái thứ này, muốn bịt kín vào. Đấy, các bác mua này về có bịt vào tiện cực kỳ. Đấy, chỉ có 5.000 một cái túi nhỏ thôi. Đấy, mua bao nhiêu túi tính bấy nhiêu tiền, dùng rất là hay. Đấy, nó dẻo dẻo. Như kiểu dạng như kiểu đất sét này, này. Đấy, nó khi mà các bác xài nó kết dính vào nhau. Đấy, nó kết dính vào nhau nhá, rất hay. 5.000 một túi nhá. Xi măng dẻo nhá. Đó, 5.000 một túi. Tiếp theo thì về cho bác đó là cái mã vít nở sắt này. Đấy, vít nở sắt nhá, bán theo trục 1 nhá, bán theo combo là 10 con 1, 2 này, 4 này, 6 này, 8 10, bốc chuẩn phát 10 con luôn nhá. Đấy thì cứ 10 con nha. Đấy, nó dòng này nó là dòng M625. Đấy. M625 tức là như thế nào? Đấy, tức là nó cỡ của nó sẽ là ốc 6 ly nhá, ốc 6 ly. Và cái phần này của nó dài sẽ là 2,5 cm này. Đấy thì em hay gọi là ốc M625, hay còn gọi là cái con vít nở sắt nhá. Thì khi mà các bác siết vào thì nó sẽ xòe ra cái hình bông hoa này. Đấy, về các bác bắt vào tường này, bắt vào những cái phần trần thạch cao này, rồi những cái phần gò, phần xà gồ, tôn tiếc các thứ là để các bác bắt các thứ là bắt dụng cụ đồ nghề thứ là về anh em thợ cơ khí xà này rất là hay. Đấy thì cứ lên mã như em sẽ kia con vít nở sắt nhá, bán theo một trục 1 nhá, bán trục 1 thì là một trục 1 là 30.000. Đấy thì cứ lên mã em sẽ cái combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000 cho 10 con nha. Đấy, 30.000 10 con. Đấy, các bác cứ lấy trục 1 giúp em nhá. Bán là một lúc là 10 con 1 là 30.000 nhá. Thì cứ lên mã giúp em sẽ cái vít nở sắt mà 10 con 30.000. Giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng rất là hay. Đây các bác cùng xem cái nguyên lý hoạt động của nó này. Đấy, khi mà các bác khoan một cái lỗ này, các bác bắt vào này. Đấy, thì khi bắt vào nó sẽ xòe ra. Đó, thấy không? Nó xòe ra. Và nó sẽ cố định vào đấy và nó sẽ thành một cái con ốc, thành một cái con gen nó có sẵn rồi luôn. Đấy, các bác thích là các bác xoáy ra xoáy vào. Rồi các bác bắt những cái thanh gỗ, thanh sắt vào với nhau, liên kết vào nhau rất là hay nhá. Đấy là nó sẽ khi nó xòe cái cánh này ra là nó sẽ có sẵn một cái con gen ở trong này luôn. Đấy, có một cái con gen trong này luôn. Đấy, các bác có thể xoáy ra xoáy vào rất tiện nhá. Đấy, nó sẽ xòe 4 cái cánh ra, nó ôm và rất là chặt luôn này. Đây này. Đấy, xòe 4 cái cánh ra. Đấy, và có sẵn một cái gen trong này luôn. Đấy, khi mà các bác xài các bác chỉ việc xoáy con ốc này vào là xong. Nó sẽ cố định cái con nở bên dưới này. Đấy, rất hay nhá. Đó thì combo 10 con là 30.000 thôi. Giá rất là rẻ bình dân. Lên mã em sẽ cái vít nở sắt nhá, 10 con 30.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái miếng bọt biển để các bác vệ sinh đầu hàn này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là có cái đồ để vệ sinh đầu hàn không. Đấy, mỗi lần các bác hàn xong nó rất hay bị bẩn các thứ này. Đấy, các bác mua cho em cái bộ bọt biển này về. Đấy thì bên em sẽ bán nó combo là 5 miếng một nhá. 1 2 3 4 5. Đấy. 5 miếng bọt biển như này sẽ có giá là đi 15.000 nhá, 15.000 thôi. Đấy, 1 2 3 4 5 này. Đấy, chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, các bác chỉ cần hơ nóng đầu hàn lên. Đấy, sau đó các bác dùng cái miếng này các bác để phẳng ra một cái mặt phẳng, sau đó các bác di. Đấy, các bác di cứ thế các bác di, các bác cọ. Đấy thì nó như kiểu một cái mặt sần sần đấy, một cái búi rác thì nó sẽ cọ, nó hút hết những cái chất bẩn, nó hút hết vào trong cái miếng bọt này. Đấy, rất hay nhá, nó gọi là miếng bọt biển vệ sinh đầu hàn. Đấy thì cứ lên mã nha sẽ là cái combo 5 miếng bọt biển nhá. Đấy, combo 5 miếng bọt biển nha. Thì sẽ có giá là 5 miếng bọt biển này sẽ có giá là 15.000 thôi. Đấy, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn nhá. Đấy, 5 miếng như này là 15.000 nhá. Đấy, cứ lên mã sẽ combo 5 miếng bọt biển vệ sinh đầu hàn 15.000 cho một combo này. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái combo kẹp cá sấu này. Đấy, combo kẹp cá sấu nhá. Thì về để các bác dùng cho điện DC. Đấy, những cái dòng điện một chiều. Đấy, các bác dùng để đánh dấu âm dương thì các bác mua cho em cái này về. 2 này, 4 này, 5 này. Đó, 2 này, 4 này, 5 này. Đấy thì sẽ bán được combo là 5 cặp 1 nhá, 5 cặp 1. Đấy thì 5 cặp là bao gồm là 10 con. Đấy, 5 đỏ 5 đen nhá, 5 đỏ 5 đen để về các bác xài, về các bác luồn cái dây vào cái đầu này. Đấy, sau đó các bác đấu nó vào đây này. Đấy, nó có phần chỗ đấu dây này. Đấy, các bác luồn nó vào. Sau đó là các bác xài. Đấy, và ở đây nó có phần kẹp này. Đấy, cái phần kẹp. Đấy, các bác luồn nó vào nhá. Đấy thì khi mà các bác xài thì các bác đây, các bác chỉ việc đấu dây xong rồi thì các bác chỉ việc là các bác kẹp vào này. Đấy, nó có hàm cá sấu các bác kẹp nó vào, kẹp vào những cái cực âm cực dương. Nó đánh dấu sẵn là đỏ là đây rồi, đỏ và đen để các bác phân biệt giữ điện, dùng điện DC các bác phân biệt âm dương rất là tiện nhá. Đấy thì 4 combo là 5 cặp 1 nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái combo 5 cặp nhá. 5 cặp kẹp cá sấu âm dương này. Đấy, kẹp cá sấu âm dương nhá. Giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k cho combo 5 cặp này. Đấy, 5 đỏ 5 đen là 10 con là tính vào 5 cặp đấy thì là 20.000 thôi. Giá rất là rẻ bình dân. Về chuyên dùng cho anh em điện DC phân biệt cực âm dương kẹp rất là tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái đầu bu lông chuyển qua vít này. Đấy, các bác có những cái con máy bu lông. Đấy, đầu là đầu hàng bãi, đầu hàng xịn nhá các bác nhá. Hơi xước giáp chí tôi nhưng mà rất là xịn nhá. Cầm cực kỳ là chắc chắn. Đây. Đấy, đầu của nó sẽ là cái đầu này là đầu bu lông, đầu 1/2 nhá. Thì nó sẽ chuyển qua cái đầu vít. Đấy, về các bác có những cái con đầu vít ấy. Đấy, các bác chỉ việc lắp vào thôi. Đây, em lấy thử cho bác một con đầu vít như này. Đấy, ví dụ như là có một con máy bu lông nhá, các bác lắp vào đấy. Và khi mà các bác muốn chuyển thành người vít thì các bác lắp vít vào đây. Đấy, nó có khớp này, các bác kéo xuống ra. Đấy, lắp vít vào. Chắc khư luôn nhá. Đấy, thì từ còn một con bu lông đấy, chuyển thành một con máy bắn vít ngon lành luôn. Đấy, các bác không cần phải mua thêm máy vít nữa nhiều cả, mình chỉ việc mua cái đầu này về là có một cái con máy bu lông thành vít để các bác vặn vít luôn. Đấy, vừa vặn bu lông nhá, lúc nào cần thì các bác lắp và vào để các bác dùng để các bác bắn vít có thế thôi, dùng rất là tiện nhá. Đấy thì một cái đầu này thì sẽ có giá là 20.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp em xem cái đầu bu lông. Đấy, đầu bu lông chuyển qua vít này. Đấy, bu lông chuyển qua vít nhá, bu lông chuyển thành vít nhá. Giá sẽ là 20k một đầu. Đấy, 20k một đầu. Đấy, cái đầu này là thiết kế dạng đầu nối nhanh luôn này, đầu tháo nhanh luôn này, rất là hay nhá. Đó, đầu bu lông chuyển qua vít 20k một đầu các nhá, 20k một đầu, đầu hàng bãi xịn luôn đấy. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái đầu mũi hàn bằng đồng này. Đấy, về các bác lắp vào những cái con máy hàn đây này, cái con máy hàn cầm tay này, kiểu như này. Đấy thì những cái con này nó thay được cái đầu hàn này. Về các bác tháo cho mấy con đầu này ra. Đấy, sau đó các bác rút ra các bác thay đầu hàn là ok. Đấy thì chuyên dùng cho những con mũi hàn đã thay được đầu ấy thì các bác mua cho em cái này về. Đó thì cái này một cái combo này là 3 con. Đấy, bằng đồng luôn nhé, bằng đồng luôn. Đấy, nó sẽ có là 3 đầu với 3 kiểu khác nhau, một cái kiểu đầu nhọn này, một cái kiểu đầu tù một chút này và một cái kiểu đầu dẹt để các bác vệ sinh mũi hàn này. Đấy, rất ok nhá. Thì cứ lên mã cho em sẽ cái combo 3 cái đầu hàn bằng đồng. Đấy, giá của nó sẽ là 25.000 thôi. Đấy, 25.000 nhá. Combo 3 đầu hàn đồng nhá. Mũi hàn đi, combo 3 mũi hàn. Đấy, 3 mũi hàn đồng, bằng đồng luôn nhá, bằng đồng luôn đấy. Giá của nó sẽ là 25k. Đấy, 25k nhá, cho cùng mấy cái combo 3 mũi hàn nha. Đấy, 3 mũi hàn bằng đồng để về các bác thay những cái con mũi hàn kia. Đấy, thì cái này bên em bán thêm khá là nhiều đấy, nhưng mà lâu lâu không quay, nhiều bác hỏi quá. Đấy, thì hôm nay lâu lâu em lại quay lại bác này. Đấy, combo 3 mũi hàn bằng đồng nhá. 3 cái đầu mũi hàn bằng đồng là 25.000 một combo, này là 3 mũi luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái con át cốc này. Đấy, chống chập, chống cháy, chống quá tải này. Đó, thì về các bác xài sử dụng nhá. Con này là chống chập, chống cháy, chống quá tải, hàng của Việt Nam. Đấy, thiết bị điện Việt Nam, con này giá là rẻ thôi. Bao tiền nhỉ? Bao tiền? 40.000 một con nhá, 40.000 con. Con này công suất của nó 20A này. Đấy, hàng thiết bị điện Việt Nam. Về các bác dùng cho những thiết bị ví dụ điều hòa này, rồi là đóng ngắt máy bơm này, rồi ví dụ như là tổng điện trong nhà cũng ok nhá. Đấy, tổng điện trong nhà cũng ok. Đấy, giá rất là rẻ bình dân và dùng rất là hay. Đấy, đi kèm có vít cho bác về xài. Đó. Con này là 40.000 một con nhá, 40.000 một con. Thì các bác cứ liên mã giúp cho em sẽ là cái Asaki 20A, hàng của Việt Nam nhá, Asaki 20A hàng Việt Nam. Đó, về xài ủng hộ người Việt. Sản phẩm có bảo hành các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, về xài sử dụng nhá. Asaki 20A giá của nó sẽ là đi 40k nhá, 40k nhá, 40.000 một con này. Đó, sử dụng điện 220 thoải mái luôn. Về đó, sử dụng làm cầu dao, đóng ngắt này, chống chập cháy này, chống quá tải này các bác nhá. Đấy. Ngoài ra thì có bán kèm thêm với bác là cái hộp ad nhá, hộp ad. Ví dụ như các bác lắp nổi, các bác muốn nó đẹp hơn thì các bác mua cho hộp ad này về. Cái vỏ ad này thì bên em đang bán là 10.000 một cái nha. Thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái vỏ ad nhá. Đấy, vỏ ad này. Vỏ ad thì là 10k. Đấy, 10k một cái. 10k một cái nhá. Thì các bác có thể mua thêm để lắp cùng với cái con ad này, nó lắp vào vừa khít luôn mà lắp lên nhìn rất đẹp nhá. 10.000 một cái vỏ ad nhá. Còn con ad này thì là 40.000 một con. Đó. Về các bác xài, lắp đặt gia đình nhà mình cực kỳ tiện luôn. Dây điện vàng nhá, dây điện vàng dài 30m này, về các bác xài sử dụng gia đình này. Đấy, những cái thiết bị nhỏ nhỏ cơ bản là ok. Quạt điện, bóng đèn các thứ là công suất khoảng tầm 1000W đổ về là cũng thoải mái luôn anh em này. Đấy, dài 3m nhá, cắm rất là tiện luôn. Đấy, con này nó sẽ có tích hợp luôn cả ổ cắm và cả chân cắm luôn, đúc liền luôn nhá. Đấy, đây, hàng có cả đèn báo thứ đầy đủ luôn. Đây là cái phần chân nguồn ngắm vào này, ổ cấp ra các bác luôn này. Đấy, có cả chân dẹt, chân tròn là các bác chế hết cho em luôn. Đấy, một quặng này dài 3 mét, giá thì cũng rất là hạt rẻ bình dân thôi. Em báo giá luôn nhá, quận này thì em báo giá thì các bác rẻ giật mình luôn. Đấy, lên mã giúp em xem nữa, cái cuộn dây dài 3 mét nhá. Cuộn dây điện màu vàng. Đấy, cuộn dây điện màu vàng dài 3 mét. Giá của nó sẽ là 130.000 một cuộn thôi. Đấy, bán rẻ, bán nhanh quá luôn. 130.000 về các bác xài dụng, bắt đầu đang đặt cuối năm dùng nhiều. Điện đóm, quạt điện các thứ, những thiết bị điện cơ bản xài con này là hợp lý. Đó, dây của nó cỡ dây 1 chấm nhá các bác nhá, cỡ dây 1 chấm. 130.000 một cuộn nhá, chỉ có 130.000 thôi. Chốt nhanh số lượng hạn nhá. Đấy, vào việc chốt nhanh cái này em còn tầm hơn chục cuộn là không nhiều đâu. Đấy, vào việc chốt nhanh với em luôn là 130.000 một cuộn này. Dài sẽ là đi 30 mét nhá, 30 mét luôn đấy. Đấy, hàng dài 3 mét luôn. Đây. Đấy, xịn cực kỳ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái máy hút bụi ga giường. Lên mã em sẽ cái máy hút bụi ga giường này. Con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Các bác mua về chuyên dùng để hút bụi ga giường nhá. Đấy, ga giường, nệm ghế, sofa cực kỳ là ngon này luôn. Đấy, máy chạy được cực kỳ khỏe nhá đây. Sản phẩm này thì nó là dòng sạc tích điện nhá, sạc tích điện nó là dòng không dây các bạn. Nó có kèm pin tích điện sẵn rồi, các bác sạc đầy pin sau đó các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại sạc vào. Cái nguồn sạc của nó sẽ là nguồn 5V 2A này, công suất của nó sẽ là 68W các nhá. Đấy, so với lại máy thì 68W này thì nó là dòng máy pin thì nó rất là trâu bò rồi. Đấy, bình thường thì nó chỉ khoảng tầm vài chục watt thôi, nhưng đây con này nó lên đến là 68W nhá, rất là trâu bò luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới liên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận kỹ càng luôn. Đây, con máy nhá. Đấy, hàng hãng, hàng thương hiệu vàng vàng. Sẽ gồm có là thân máy chính này, nút nguồn bật tắt này. Đấy, đây, non tớt này. Đấy, hãng nhá, rất xịn xò, ok. Máy rất chất lượng luôn. Đấy, có cả tem mác đầy đủ hết luôn nhá, thông số kỹ thuật này. Đó, 65W, 185mm này. Máy hút cực kỳ khỏe nhá, và máy chạy rất ok. Đấy, thì đi kèm sẽ có là một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là dây cáp sạc nhá. Dây cáp sạc thì đây là cái dây sạc. Nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Về các bác có cục sạc điện thoại, các bác cắm vào cục sạc điện thoại, sau đó các bác cắm sạc cho nó là sử dụng thôi. Đây, đây coi, đây là cái phần chân sạc của nó này. Đấy, các bác cắm vô đây là các bác sạc vào nhá. Đấy, cắm vô là sạc. Còn khi mà hút thì các bác chỉ phải hút thôi. À, con này nó có một cái chế độ rất hay, đó là cái chế độ đèn cực tím này. Đấy, thì nó sẽ vừa hút và nó sẽ đồng thời là khử khuẩn luôn nhá, đồng thời khử khuẩn luôn thì rất là dễ xài. Ví dụ về nhà các bác có chăn ga gối đệm là các bác chỉ việc bật máy lên, sau đó các bác cứ đưa cho em đi này. Đấy, đưa kéo đi kéo lại nhà cho em là xong. Đấy, 2 cấp độ nhá, cấp độ 1 này, cấp độ 2 này. Đó, máy chạy rất khỏe luôn, máy hút khỏe lắm. Đó, và đây khi mà hút xong thì nó sẽ chứa rác vào trong này, các bác chỉ cần lấy này ra, sau đó các bác đổ rác ra, các bác vệ sinh cái phần lọc này, và các bác khi vệ sinh sạch sẽ xong các bác lại lắp vào là ok thôi. Đây, các bác lại lắp vào đây. Đây, nó có cái lẫy này, nó có cái lẫy cá nhá. Đấy, có cái lẫy cá đây, các bác xoáy vào. Đấy, khớp nó vào xong, đây nó có cái lẫy cá. Đây em sẽ hút thử, test thử bác coi này. Đây nhá, đây em sẽ test thử bác coi nhá. Đây có một cái đường giấy này, em sẽ hút thử bác coi này. Đây nhá, bật máy này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Em đi vài đường cái là nó hút hết những cái rác rửa thứ trong này. Và đây là tờ giấy rất là to nhá. Chứ còn những cái bụi mịn ở trên giường này thì nó hút rất là sạch luôn. Đấy, thì nó sẽ hút tất vào trong cái lỗ này, và nó sẽ chứa vào trong cái hũ này nhá, chứa vào trong hũ này. Và lúc nào lấy thì các bác lấy cái lõi lọc ra. Đấy, các bác vỗ hết những cái rác rửa này ra này. Đấy, vỗ hết rác rửa này ra. Và các bác lại lắp cái lõi này vào cho em. Đấy, khi nào hút thì nhớ cho em là lắp cái lõi này vào nhá. Đấy, lắp cái lõi này vào. Và các bác lại lắp vào máy. Sau đó là các bác lại xài, các bác bật máy lên các bác hút thôi, rất là dễ dàng dụng nhá. Đây, máy hút rất khỏe luôn đây, test bác coi. Đấy, thấy không? Đây là máy hút rất khỏe luôn nhá. Đấy, thấy không? Này, nó hút luôn này. Đó, máy hút cực kỳ khỏe luôn. Đó, cái gì nó hút luôn này. Đây, đấy, tờ giấy to này nó hút cơ mà. Đấy, rất ok nhá. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá. Chuyên để các bác hút bụi ga giường. Giá rất bình dân thôi. 280.000 một cái nhá, 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường này, hút bụi ga giường 280k nhá, 280k. Và giá này thì em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, máy hút bụi ga giường nhá. Rồi cái mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Cái này rất là hay, về các bác đựng đồ đạc gia đình thì mình rất là tiện dụng luôn. Đấy, cái đồ lặt vặt linh tinh. Đấy, nhà này thì cả các bác để đây cho em dùng rất là ok. một chiếc kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, thiết kế thì phần khung giá đỡ này của nó là bằng nhựa này, còn những cái ống trụ chính của nó là bằng inox nhá, rất ok. Đấy, và đi kèm thì nó sẽ có là những cái bánh xe để các bác có thể di chuyển đu đi đu lại ok luôn, rất tiện dụng này. Đấy, bánh xe có thể là xoay 360 độ luôn, rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ được cái kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam ạ. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam nhá, kệ xe đẩy 4 tầng. Cái này em báo giá luôn, giá của nó thì chỉ có 80.000 một cái thôi, 80.000, giá rất là bình dân, dễ mua. Đấy, và sản phẩm dùng rất là hay. Các bác mua về mình đựng những đồ lặt vặt trên những cái kệ này cho nó gọn này. Đấy, lúc mình tìm cái thứ ra nó dễ tìm nhá. Con này thì chiều dài của nó rơi vào là đi 39 này. Cái bản rộng của nó rơi vào là 22 và chiều cao của nó rơi vào là đi chiều cao của nó rơi còn tầm 60 nhá, 60. Đấy, nói chung là nó cũng khá là to tát chắc chắn nhá. Đây. Đó, hàng cũng khá là xịn. 4 tầng. Đấy, 4 tầng nhá. Đây các bạn nhìn này, 4 tầng này luôn, rất là ok nhá. Đấy, 4 tầng ngon này cái nào luôn. Các bác đựng được khá là nhiều đồ nhá. Đấy, mỗi khay này các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh này này. Đấy, mỗi lần mình tìm mình lấy cũng dễ tìm những cái đồ đạc các thứ của nhà mình. Đó thì hàng đồ gia dụng cao cấp nhé. Lên mã em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Giá của nó sẽ là đi 80.000 một chiếc không nhá. Chỉ có 80.000 thôi, rất là ok. Đấy, về các bác lắp đặt và các bác xài. Hàng này thì bên em sẽ gửi thì sẽ tháo rời nhá. Còn về thì các bác lắp đặt và xài thôi. Con này nó cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, cho cả người già chị em cũng có thể lắp được luôn, nó dễ lắp lắm. Lắp cực dễ cực kỳ luôn. Đó, 80.000 nhá, chỉ có 80.000 thôi. Kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Nó sẽ gồm có là 4 tầng nha. Đấy, 4 tầng nha, chiều cao là 60. Dài là 40 và rộng của nó là 22 nhá, 22. Khá là to ta chắc chắn luôn, 80.000 một cái thôi. Bộ dao 3 món của Đức này, hàng bên shop tiếp tục hàng về. Lên mạng em sẽ cái bộ dao 3 món nhá. Bộ dao Đức 3 món hàng của Willing. Đây. Set 3 dao của Đức của Willing nhé. Em báo giá luôn là 130.000 bộ này, chỉ có 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Bộ set 3 dao của Willing cực kỳ xịn chất lượng đây. Em sẽ bọc cho ba con này. Quá xịn sò, quá chất lượng luôn. Mới nguyên hộp như này nha, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Logo Willing này, đấy logo Willing. Con này sẽ một bộ này sẽ gồm có là 3 dao nha các bác nhá, 3 dao. Một chiếc dao thái này, thái lọc phi lê này thì các bác xài con này cho em. Đấy logo Willing này. Đấy, thái lọc các bác xài con này cho em nhá, rất chắc chắn luôn, tay cầm này. Tiếp theo thì là một cái con thái này, một con thái bản to nhá. Con này là chuyên để các bác thái bản to này, đấy các bác xài nhá, rất sắc bén luôn. Đó, thép chất thép cực kỳ chất lượng đây, logo Willing này. Đó, con này các bác thái bản to. Và một cái con nữa là các bác dùng để chặt này, đấy chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương các bác xài con này kia. Đó, nói chung là gia đình các bác mua cho em bộ ba này các bác xài thoải mái rồi. Đây, đấy có logo Willing nhá. Con này các bác chặt gà, vịt, thịt xương quá ok rồi. Đó. Một bộ này là gồm 3 dao nhá. Một dao thái này, thái lọc phi lê này, một con dao thái bản to này và một con dao chặt nhẹ này, ok luôn. Một bộ 3 dao này. Giá đang gửi bác là 130.000 nha các bác nhá, 130.000 cho một cái bộ Đức dao Đức 3 dao của hàng của Willing nhá. Hàng của thương hiệu Willing của Đức nhá. Đấy, logo hình hai thằng người này. Set 3 dao 130.000 cho một cái bộ set mà bộ dao Đức 3 cây nha. Đấy, bộ dao Đức 3 cây 130.000 bộ. Rồi tiếp theo thì lên nhanh cho bác cái siêu phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Lên mã em sẽ nồi chiên không dầu hàng của Camel. Hàng của Camel này thì chuyên về đồ gia dụng rất là nổi tiếng các bác nhá, rất nổi tiếng, hàng thương hiệu của Nhật rồi, rất là xịn sò rồi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 12 lít nhá và sử dụng sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 1.500W. Các bác mua về dùng làm những cái món chiên không dầu rất ok. Đấy, đậu chiên này rồi là gà chiên, khoai tây chiên các thứ ra. Cái hay của sản phẩm này là nó không cần dùng dầu nên là các bác ăn uống nó đỡ dầu mỡ. Đấy, đỡ gây nguy hại đến bản thân nhá. Đôi khi các bác ăn nhiều dầu mỡ, rất là nhiều bệnh liên quan đến dầu mỡ này, máu nhiễm mỡ rồi là gan nhiễm mỡ này các thứ rồi. Đấy thì các bác tập ăn những cái kiểu dạng như kiểu là ít dầu ít mỡ đi, mình ăn nó ít dầu ít mỡ đi thì các bác sử dụng cái nồi nha, rất tiện dụng luôn. Và cái nồi này thì nó còn có chức năng là giã đông cực kỳ hay. Như em đôi khi là có những cái món thịt thà thứ là mà mình lấy ra muộn quá nó chưa kịp giã đông kịp ấy, các bác thả vào cái nồi cho em. Đấy, giã đông rất là hay nhá, giã đông rất là hay. Thì đây tổng quan em nồi đây cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đấy, 12 lít thì về các bác xài cho em thoải mái luôn. Đấy, nướng cả một con gà còn tầm 2 cân 3 cân đây cho em thoải mái luôn này. Đây, cái phần lòng nồi rất là rộng luôn này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn, bóng loáng luôn nhá. Con này thì nói chung là quá dễ xài rồi, người già trẻ em, người lớn rồi là các thứ là mọi tầng lớp xài rất dễ dùng luôn. Đấy, rất dễ dùng mà dùng rất là tiện quá. Đấy, các bác làm những cái món nướng nước các thứ này, vứt về chăm khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng là có những cái món nướng ra, gà nướng, cá nướng này, rồi là các thứ giờ mình ăn nướng, ăn những cái món này nó đỡ dầu mỡ đi, ăn vừa đỡ ngấy mà nó đỡ bệnh tật quá. Đấy, đôi khi là các bác ăn nhiều dầu mỡ quá nó cũng rất là ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Thì các bác mua cho cái con này về sử dụng rất là hay, mà giá nó bình dân thôi, nó chỉ có 520.000 một con thôi, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mà dung tích nồi là lên đến là 12 lít thì rất là to. Đấy, nhà đông người cũng có thể xài thoải mái. Ở đây nó sẽ có hai cái nút bấm này, hai cái nút vặn này, mà nút bên này thì sẽ là cái nút điều chỉnh nhiệt độ này. Con này nó điều chỉnh nhiệt độ từ 0 là tối thiểu và tối đa lên đến nhiệt độ là 200 độ C nhá. Và có nút bên này là nút chỉnh giờ, thì nó chỉnh tối thiểu là 0 phút và tối đa của nó sẽ được là 30 phút này. Đấy, thì con này nó có chế độ hẹn giờ, thì các bác điều chỉnh cái nhiệt độ cần thiết cho món ăn, ví dụ như là trong vòng 200 độ hoặc là 180 độ hạn này. Đấy, và trong vòng 30 phút nhá. Và khi mà hết giờ thì nó sẽ tự động là nó sẽ về không luôn. Đó, kêu tinh một cái là tự động là máy nó sẽ ngắt, rất là thông minh nhá. Các bác không lo bị cháy nào đâu, vì cái này nó có chế độ hẹn giờ rồi là chế độ cài đặt thời gian hết rồi. Thì là các bác dùng yên tâm, nấu nướng các thứ là mình đỡ phải lỉnh kỉnh nhiều. Đấy, ví dụ làm cái món thịt nướng rồi cá nướng là các bác vứt về cho em cái là mình cứ set up cài đặt sẵn chế độ rồi là hẹn thời gian các thứ là tự động khi mà nó chín là nó sẽ nảy luôn. Đấy, rất là ok. Đây, hàng mới nguyên hộp luôn đó nhá, mới hộp giấy tờ sử dụng này. Đấy, giấy hướng dẫn công thức nấu ăn các thứ này. Đấy, quá xịn sò. Rồi là cái giấy này là giấy hàng, cái tờ này là giấy hướng dẫn của công ty này. Đó, rất là xịn sò, ok nhá. Hàng của thương hiệu Camel. Con này thì nói chung em bán khá là nhiều rồi, mà các bác mua về cũng rất ưng, sử dụng nấu rất là nhiều món luôn nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái nồi chiên không cần dầu nhá, nồi chiên không cần dầu. Đấy, nồi chiên không cần dầu. Công suất là 1.500W này, dung tích là 12 lít nhá, 12 lít, hàng của thương hiệu Camel, thương hiệu Nhật nhá, rất xịn sò, ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không dầu, em báo giá luôn. Con này thì bên em đang gửi bác giá thì tốt nhất thị trường luôn, 520.000 và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ đi tham khảo đi. Những cái nồi 12 lít không là có giá 520 đâu, ít thì giờ còn tầm 700 800. Đấy, bên em bán gọi các bác là lãi chút tình cảm các bác thôi. Đấy, nó chỉ có 520.000, lại cần bao ship cho bác tận nhà. Nồi thì rất là to tát, chắc chắn, dày dẫn. Đấy, sử dụng điện 220 cho em. Đấy, ok luôn. Đây, mở ra rút ra cho đồ ăn cái thứ vào đây. Đó, sau đó các bác xoáy set up thời gian nhiệt độ. Khi mà nó hết thời gian cái là nó kêu lên tinh cái là đó là tự động là máy nó sẽ ngắt và các bạn đồ ăn là báo hiệu là ok rồi. Đấy, trên này nó có những cái công thức ở trên này. Đấy, logo Camel này, rất xịn sò. Nồi mới căng luôn nhá, nồi mới căng luôn. Lên mã cho em sẽ cái nồi chiên không dầu, 520.000, báo ship tận nhà luôn. Đấy, nồi chiên không dầu nhá, sử dụng nấu nướng rất nhiều món ăn, giã đông thức ăn cũng rất ok luôn. Có về cho bác một cái lô đó là sản phẩm đó là cái máy tính này. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính nhá, máy tính rất là hay, về các bác dùng để tính toán hoặc là hàng hóa các thứ này. Đấy, số liệu rồi thứ hai, ví dụ các bác mua về các cháu mình học tập. Đấy, tính toán các cháu mình tính toán số má thứ rất ok. Nói chung là cái này cũng khá là cần. Đấy, hàng thì dòng bàn phím lồi này cực kỳ dễ bấm luôn. Đấy, đặc biệt cho những người già, người lớn tuổi cũng có thể dùng luôn nhá. Đấy, cái số nó quan trọng là cái số của bàn phím nổi này nó rất là dễ bấm. Đấy, bấm số nào là ra số đấy luôn, nó không bị chèn sang số khác. Đấy, cực kỳ dễ bấm, thiết kế rất thông minh nhá. Đấy, có đầy đủ căn phần trăm, nó căn bậc hai, số má rất to rõ ràng đây nhá. Đấy, thiết kế rất là vừa vắn này. Đấy, khoảng tầm to, khoảng tầm bàn tay em. Đấy, to hơn bàn tay em một chút này. Đấy, cái và cái hay của sản phẩm này nó rất là thiết kế rất hay là nó dùng một cái viên pin tiểu này thôi. Đấy, nó chỉ dùng một viên pin tiểu thôi, nên là ví dụ như là hết pin các bác rất là dễ dàng thay thế các nhá, rất dễ dàng thay thế. Đó thì em báo giá luôn. Đợt này đi về cái lô này giá rất là tốt. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 70.000 một chiếc các nhá, 70.000 một chiếc. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính này. Đấy, sản phẩm máy tính giá rất hạt rẻ bình dân thôi, 70.000. Đấy, các bác mua về tính toán, mua về cho các cháu mình học tập tính toán ok luôn. Rồi gia đình nhà mình tính toán số liệu hàng hóa các thứ là ok, chỉ có 70.000 thôi nhá. Và nó dùng cái pin tiểu, nên là ví dụ hết pin là các bác rất là dễ dàng thay thế rồi. Cửa hàng hiệu cái này pin người ta bán khá là nhiều. Đó, mua về lắp pin mà là xài thôi ạ. Đấy, lắp pin mà là xài thôi. Đấy, máy tính thì cực kỳ chuẩn xác, ok. Máy tính nó không chuẩn này không phải là máy tính đâu ạ. Đấy, rất ok nhá. Đây, 1 + 1 này, + 1 bằng này, 2 này. Đấy, ngon lành, số to rõ ràng nhá. Chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Đấy, số to rõ ràng luôn nhá. Đấy, bấm phát nào là ra phát đấy. Cái này nó là dạng bàn phím lồi nên là các bấm nó rất là dễ dàng bấm, nó không bị dính phím với nhau nhá. Đấy, rất dễ bấm này. Đấy, bấm rất là nhanh luôn. Đó, rất ok nhá. Đây, đấy, ngon này cái nào luôn này. Đó, xóa cái ok luôn. Rồi, 70.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái máy tính nhá, cái máy tính để các bác tính toán tiền nong. Rồi là cho các cháu mình mua về học tập tính toán phép tính ok luôn. 70k nhá, lên mã em sẽ là máy tính 70k, hàng rất là xịn chắc chắn luôn. Đó, sử dụng pin tiểu nhá, sử dụng pin tiểu rất dễ dàng thay thế và sử dụng. 70k một chiếc. Rồi lên nhanh bác luôn một số cái mã hàng này. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã loa gỗ dài nha, em báo giá luôn. Con này thì giá rất bình dân mà nghe nhạc rất hay luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây loa gỗ dài này. Đấy, mã của nó sẽ là XM520 nhá. Đấy, loa gỗ dài. Loa gỗ dài này giá của nó thì bình dân thôi, 250.000. Em bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, con này thì kết nối nghe nhạc với Bluetooth của điện thoại nhá, rồi là cắm USB thẻ nhớ các bác nghe luôn. Đấy, các bác nghe phòng có thứ giờ nghe rất hay, nghe phòng hay lắm. Đấy, rồi là các bác kết nối với điện thoại nghe nhạc cực kỳ ok. Đấy, đặc biệt là các bác nghe những cái dạng nhạc vàng, nhạc bolero thì chấm hết luôn. Con này em cũng đang xài một con mà nghe thích lắm. Đấy, nghe cái chất âm của nó rất thích nhá. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cái chất âm của nó bass nó đánh cực kỳ sâu. Đấy, bass căng, chát sâu nhá, nghe rất thích này. Đây, đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Con này nó sử dụng cái nguồn điện sạc sẽ là nguồn sạc 5V 2A nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vô là các bác sạc được cái loa này rồi. Đấy, còn đây là sản phẩm loa này. Chiều dài của nó thì rơi khoảng tầm là 40 nhé, 40. Đấy, chiều rộng 10, chiều cao 10. Đấy, có phần đế chân nhau nhá. Các bác để dùng vừa trang trí decor này, các bác để chỗ tủ kệ tivi rất đẹp luôn. Đấy, rồi các bác dùng để nghe nhạc. Mình nghe nhạc bác nào không thích to tát, kiểu dạng nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thì các bác xài theo con này rất hợp lý luôn. Đấy, thì đây trên này sẽ có là những cái cổng kết nối với USB. Ví dụ các bác có những USB mà nó chứa nhạc sẵn ấy, thì các bác cắm đây là các bác nghe được luôn này. Rồi là có cổng cắm thẻ nhớ này và có cổng AUX để các bác cắm tai nghe. Đấy, và đây là cái cổng sạc DC 5V thôi nhá, DC 5V. Đấy, tức là nên nó sử dụng cái nguồn điện sạc là 5V nhá, 5V này. Con này nó là loa tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lại sạc cho em đầy vào. Đấy, và nghe hết thì các bác lại sạc vào, sạc vào xong các bác lại nghe. Đấy, nó như kiểu điện thoại mà các bác dùng hết pin thì các bác lại sạc nó vào. Đấy, sạc nó vào sau đó là các bác dùng hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc, có thế đâu các bác sạc. Trên này sẽ có là nút là nguồn này, rồi là em đổi các chế độ này, nút next bài này. Đấy, rồi là nút play pause này. Đấy, thì các bác muốn mở loa thì các bác giữ lì cho em cái nút nguồn này nhá, giữ lì này. Đấy, giữ lì. Đấy, nó lên rồi nhá. Đấy, còn nếu các bác muốn cho to thì các bác nhìn thấy cái mũi tên nó chỉ sang bên tay phải của em này này. Đấy, thì đây các bác giữ lì cho em. Giữ lì thì nó sẽ đẩy cái hết cao lên to lên nhá. Đấy, còn các bác muốn cho nhỏ thì các bác lại giữ lì nút bên nó chỉ sang bên tay trái này, còn nút bên tay phải nó sẽ cho to lên nhá. Còn cái khe này ví dụ là các bác có điện thoại thì các bác dắt vào đây. Đấy, ví dụ các bác có con điện thoại các bác dắt nó vào đây. Đấy, các bác để vừa nghe nhạc này, vừa nghe nhạc vừa để điện thoại đây này, vừa xem video thì ok luôn nhá. Đây em sẽ mở loa và kết nối với bác coi này, thì các bác cứ vào trong cái phần cài đặt này, các bác tìm đến cái phần Bluetooth này. Đấy, sau đó các bác tìm trong cái mã loa sẽ là XM520 này. Đấy, nó hiện lên luôn này, các bác bấm cho em. Đó, vào luôn nhá. Thì đây bây giờ em sẽ test nhạc các bác coi luôn. Đây nhá, đây em sẽ mở test loa bác coi nhá. Đây, các bác cùng nghe này. Đấy, có đây không? Nghe bass rất căng nhá. Con này các bác phải nghe thực tế ngoài các bác phải cảm nhận được. Con này cái bass nó đập đâu đấy luôn. Đấy, bass đập ra bass mà check nghe ra check luôn. Nghe rất hay nhá, nghe rất hay luôn, mà cái này em bán khá nhiều rồi. Các bác rất là khen luôn, có những bác mua đến con thứ 2, con thứ 3 luôn. Bán rất chạy nhá, mà nghe rất hay. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nghe rất ok. Đấy, không cần phải dây dợ gì nhằng nhá. Nó là dòng loa sạc tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc, và khi mà sạc đầy rồi thì các bác lại di chuyển mọi chỗ mọi nơi các bác nghe. Đấy, giờ là các bác nghe phòng, nghe nhạc bolero, nhạc vàng. Đấy, nhạc rất ok luôn, nghe rất ok luôn. Đấy, đây, thiết kế cực kỳ chắc chắn này, phần vỏ gỗ ngoài vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy, vừa làm đề dùng đồ decor trang trí này, vừa làm đồ nghe nhạc như cũng chưa ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, rất ok. 250.000 một con thôi. Đấy, 250.000 một con, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em, sẽ là cái cây loa gỗ già. Đấy, mã sẽ là XM520 nhá. Các bác kết nối thì tìm cái mã tên sẽ là XM520 là các bác tìm cho em là ok thôi. Đó, nghe nhạc rất hay. Đó, đây các bác cùng thẩm lại với em một chút nữa này. Cái bass nó đánh rất sâu ạ, bass nghe đánh rất sâu mà check nó đánh nó rất là rõ ràng nha các bác nhá, rõ ràng rành mạch, đánh rất đều luôn. Ở đây, ok, 250k nhá, lên mã cho em sẽ được cái sản phẩm loa gỗ dài có sạc tích điện nha các bác nhá, có sạc tích điện, 250.000 một cây thôi, giá rất bình dân mà nghe rất ok. Đó. Nhận hàng đấy các bác cứ kiểm tra, các bác bảo ship là cho kết nối nha, thử thoải mái luôn cho em luôn. Đấy, nói chung là đảm bảo là các bác ưng luôn, nghe rất thích nhá. 250.000 một cây, mã sẽ là loa gỗ dài nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã dầu xoa bóp dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, có cậu thủ của Song Min nhá. Đấy, làm đại diện thương hiệu rất ok. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi bạn. Đấy, và hàng thì nó lúc bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Nhiều khi các bác cứ bảo là dầu giá nó cao các thứ rồi. Đấy thì hầu như là toàn hàng nhá bạn. Đấy, hàng chuẩn chính hãng là phải có cậu thủ Song Min này thì mới là hàng chuẩn chính hãng nhá. Đấy, và cũng rất nhiều bác hỏi bên em là có cái dầu nào có cái cậu thủ Song Min không, cái cậu thủ bóng đá không, thì đây đấy chính là nó đấy nhá, chính là nó đây. Đấy, dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc nhá, các bác đang đau nhức cơ, đau nhức xương khớp này, đau cổ vai gáy này, đấy, các thứ ra thì các bác mua cho em cái lọ này vào, rất ok luôn. Hàng này có hạn sử dụng lên đến là 2027 nhá, 2027 nên là các bác yên tâm nhá, hàng bên em lấy hàng đết mới luôn đấy. Đấy, đây em sẽ bóc cho bác một hộp này. Đó. Một cái lọ này thì một chai này sẽ có dung tích là 100ml, hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới nguyên hộp. Đây, 100ml, mùi rất thơm. Các bác bóc ra mùi rất thơm nhá, mùi rất thơm. Đấy, và đây ở đây nó có một cái thanh lăn này. Đấy, thì khi mà các bác bôi xong thì các bác dùng cái thanh này các bác lăn. Đấy, lăn massage để cái dầu nó thẩm thấu vào được tốt hơn nhá, được tốt hơn. Đấy, các bác dùng cái thanh này các bác lăn rất ok. Đấy, một chai này là 100ml, các bác bôi cũng khá là lâu đấy. Đó. Chuyên để các bác đọc đau nhức xương khớp các bác bôi cho. Đấy, dầu nóng của cậu thủ Song Min nhá. Em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái dầu nóng Hàn Quốc của cậu thủ Song Min. Giá thì bên em đang gửi bác một cái lọ này, một hộp này sẽ là đi 80.000 các nhá, 80k. Dầu nóng Hàn Quốc Song Min nhá, 80k một hộp nha. Giá rất bình dân thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng nhá. Mua về cho người già, ông bà, bố mẹ này mình dùng rất là nhạy luôn. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây. Các bác cùng coi này. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều ạ. Đặc biệt hiệu quả, nó làm giảm các cơn đau nhức cơ, khớp hay là đau xương, làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là nó làm nó nhanh đánh tan các vết máu bầm do các công việc lao động nặng nó gây ra, hay là những người chơi thể thao bị mắc phải. Một đặc điểm nữa đấy là nó làm giảm cơn đau cũng như là sự ngứa ngáy khi bị do các vết thương do côn trùng cắn hay là những vết thương do những người lao động. Điều tốt hơn nữa đấy là sản phẩm này rất thích hợp dành cho những người lớn tuổi các bạn nhé. Như là ông bà bố mẹ chúng ta thì có phải là hay bị đau nhức xương khớp đúng không ạ? Đau khớp tay này, khớp gối này. Đấy, thì sản phẩm này rất hiệu nghiệm khi mà người lớn tuổi dùng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất là ok, đặc biệt cho những người lớn tuổi dùng rất hợp lý luôn. Đó. Giá nó sẽ là 80k nhá. Lên mã em sẽ cái chai dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc nha của cậu thủ Song Min. Hàng cam kết bác là hàng chính hãng luôn, 80.000 một cái hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc này, 80k một chai. Sản phẩm tiếp theo thì đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này, thì bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Về các bác đo nhiệt độ, ví dụ như đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước này, đấy, rồi nhiệt độ sữa sần các thứ rồi. Ví dụ các bác nhà có con nhỏ mình đo nhiệt độ sữa nhá, đấy, xem đủ nhiệt độ chưa để cho các cháu uống này, rồi ví dụ như là nhiệt độ nước xem đạt đủ nhiệt độ chưa, rồi ví dụ như là thức ăn các thứ ra các bác sử dụng nhá. Đây cái con này rất là hay là nó có một cái đầu nhọn này này, ví dụ là đây là cái đầu nhọn này, ví dụ như là những cái thức ăn bên ngoài thì có khả năng là chín rồi, nhưng các bác muốn kiểm tra nhiệt độ bên trong nó đủ nhiệt độ để nó chín chưa thì các bác lấy cái này các bác xiên nó, đấy, xiên thẳng nó vào. Đấy, đây nó có cái đầu nhọn, thiết kế đầu nhọn mà rất là hay. Sản phẩm này thì đây rất dễ xài thôi. Ở đây nó có một cái nút on off bật lên trong, đấy là nó sẽ lên này. Đó. Hiện tại nó đang ở nhiệt độ F nhá, thì các bác bấm cho em về nhiệt độ C này. F là bên nước ngoài này hay xài, còn các bác bấm về nhiệt độ C thì sẽ nhảy về nhiệt độ C. Hiện tại đang là 31.9 độ C này. Đó thì các bác review em đo nhá. Em nắm tay vào này. Đấy, đo nhiệt độ cơ thể luôn này. Đó, đấy, có thấy không? Nó bắt đầu nhảy luôn nhá. Đây em đang là nắm tay nó nhảy luôn này. Đấy, 32.8 bắt đầu đang nhảy nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị toàn bộ ở trên cái màn hình luôn, rất là hay luôn. Đấy, toàn bộ hiển thị ở trên màn hình luôn. Cực kỳ là thông minh nhá. Đó, nhảy những cái nhảy dần. Đó. Con này thì nó sẽ đo được nhiệt độ là từ âm 50 độ C nhá. Đấy, cho đến là xấp xỉ đến là 300 độ C, max là 300 độ C, và nhiệt độ F là từ 58 độ F đến 572 độ F nhá. Đấy, âm 58 độ F đến 700. Còn nhiệt độ C thì là âm 5 độ C cho đến là 300 độ C nhá. Đấy, cái này là trong khoảng xấp xỉ nhá, chứ không chính xác đâu, nó là trong khoảng xấp xỉ nhá. Đó thì ở đây về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, về bật lên xài, lúc nào mà không dùng được các bác tắt đi cho em, rất là ok. Đây nó có nút on off bật tắt đây này. Đấy, đây em bỏ ra tay cái là bắt đầu là nó sẽ về nhiệt độ bình thường ngay. Còn không thì các bác ví dụ các bác test thì các bác chỉ việc nắm tay vào cái là nó sẽ báo nhiệt độ đẩy lên luôn này. Đấy, có nhìn này, đấy nó báo nhiệt độ nhảy luôn nhá các bác nhá, rất là thông minh luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái QR đo nhiệt độ nhá. Cái sản phẩm thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 một sản phẩm nhá, 40.000 thôi. Về các bác đo rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, các bác cần đo dùng cái này rất hay. QR đo nhiệt độ này, đấy, QR đo nhiệt độ giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 một cái QR đo nhiệt độ nhá. Tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng này, đấy, để các bác về sử dụng này, đấy, về các bác sử dụng để các bác dùng rất nhiều việc luôn. Con này thì nó có thể là bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, đây nó có cái phần khe để các bác tuốt dây nhá. Đấy, rồi là có phần cắt kẹp các thứ này rất là hay luôn. Đó, con này thì cực kỳ là chắc chắn, có phần tay bọc cách điện về các bác sử dụng làm điện làm đó ngon lành. Nó có cả cái phần lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi. Còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ mở ra vì nó có phần lò xo trợ lực này. Kìm thì rất chắc chắn luôn, toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn. Đây. Đấy, hàng của Nhật, đấy, hàng bãi Nhật rất xịn sò ngon lành luôn. Cái này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt, tuốt dây, cắt kẹp các thứ cho em ok luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi, làm điện làm đóm sử dụng gia đình. Rồi anh em thợ thuyền dùng con này cũng quá ok. 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ cái cây kìm đa năng. Đấy, 100.000 một cây nha. 100.000 một cây. Giá quá bình dân hạt rẻ mà dùng rất ok luôn. Sử dụng mà gia đình thợ thuyền dùng hết luôn nhá, 100.000 một cây. Giao giấy hàng bãi thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác quá nhá. Đấy, vẫn còn hàng này. Đấy, và hàng tiếp tục lại về lô mới luôn này các bác này. Rất chắc chắn và ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng để cắt giấy, dọc giấy, cắt đồ đạc các thứ như mình rất ok. Giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ cái cây giao giấy nhá. Bên em bán lẻ một cái cây giao giấy này là 10k nhá. 10k một chiếc, còn các bác lấy 5 chiếc thì em sẽ tính cho bác giá là 40.000. Đấy, combo 5 chiếc thì giá sẽ là 40k. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 một chiếc nhá. Nói chung là nếu mà các bác dùng nhiều thì nên mua theo combo 5 chiếc một giá sẽ tốt hơn. 5 chiếc là 40.000. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn ok luôn. Xịn sò ngon lành nhá. Đấy, xịn sò ngon lành. Trơn tru này. Về các bác nếu mà các bác muốn mua lưỡi thì bên em sẽ có bán lưỡi, tí nữa sẽ quay lưỡi bác coi. Đấy, còn cái này là nguyên dao không. Một chiếc là 10.000 nhá, còn 5 chiếc là 40.000. Lên mã cho em sẽ cây dao giấy hàng bãi nhá. Trơn tru ngon lành, về các bác sử dụng cắt nhiều thứ lắm. Nói chung là rất là cần, nhiều khi rất là cần. Mình cắt đồ đạc, cắt dây điện dây đóm này, sử dụng ok, rất nhiều việc luôn. Một chiếc 10.000, 5 chiếc 40.000 nhá. Lên mã em sẽ là dao giấy hàng bãi Nhật. Đây nhá, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao giấy cũng có luôn nhá. Đấy, lưỡi giấy cũng của hàng bãi Nhật này. Đấy, da mô tô nhá. Một hộp này là 10 lưỡi dao. Đấy, dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén luôn. Đây. Đấy, một hộp là 10 lưỡi nhá, 10 lưỡi về các bác xài thì thoải mái luôn. Đó đây, 10 lưỡi về xài thoải mái, cực kỳ sắc bén. Nhìn rất là sợ luôn, sắc lắm. Đây, đấy, 10 lưỡi về các bác xài nhá, thép SK5 cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Dòng lưỡi dao hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Cái này đi bán giá bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp 10 lưỡi dao giấy nhá, hộp 10 lưỡi dao giấy. Giá thì một hộp này sẽ là 10.000 thôi các bác nhá, 10.000 thôi. Bán nhanh các bác dễ mua. Lên mã em sẽ cái hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá, 10.000 một hộp lưỡi giấy 10 lưỡi này. Còn dao thì đang bán là 10.000 một cây, lấy 5 cây 40.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phích điện, cái phích điện âm này, phích cắm âm này, về các bác xài này. Em sẽ bán ở combo là 3 chiếc một nhá. 3 chiếc một thì giá của nó sẽ là đi 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm nha. Về các bác chỉ việc đấu dây và sau đó các bác xài thôi. Ví dụ như là những cái thiết bị mà nó có sẵn dây rồi, bây giờ mà các bác cắt đi để các bác đấu nối thêm thì nó rất là, sau này ví dụ mình có sửa chữa nó rất là khó. Thì đây ví dụ như đây một cái dây em đã có sẵn fix như này rồi, mà bây giờ ví dụ các bác cắt ra để các bác đấu nối tiếp thì rất là khó, để các bác mua cho em cái này về. Đấy, đấu vào cái dây mà nó đang chờ sẵn rồi, thì ví dụ cái thiết bị ấy, các bác cắm vào cho em cho. Đấy, các bác lựa, các bác cắm đây, thế là xong, là mình có cái là mình đỡ về, thứ nhất là mình đỡ về cắt dây, và thứ hai là sau này mình có tận dụng cái này thành một cái ổ khác để các bác cắm những thiết bị khác cũng ok luôn, rất là tiện dụng nhá các bác nhá, rất tiện dụng cũng rất là hay. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm nhá các bác nhá, phích cắm âm. Đấy, thì sẽ bán nó combo là 3 chiếc một nhà là 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm các bác nhá. Đấy, combo 3 chiếc là 20.000. Đó là cái mã đồng hồ đo vạn năng. Đấy, báo giá bác luôn là 170.000 một cái này. Đấy, 170.000 một cái. Sản phẩm này thì hàng mới như hộp nhá, hàng mới như hộp thì sẽ có giá là 170.000. Con này thì nó là toàn bộ là auto hết luôn, toàn bộ auto luôn. Các bác không cần phải là vặn nút hay tinh chỉnh hay như nào cả. Về các bác chỉ việc là tháo cái nắp này ra, sau đó lắp cho em 2 viên pin mà. Đây nó sử dụng 2 viên pin tiểu con thỏ này. Đấy, về các bác tháo ra, lắp 2 viên pin mà sau đó là các bác đo cho em thôi. Đấy, con này thì cực kỳ nhiều chức năng, đo thông mạch này, rồi là đo ôm này, đấy, rồi là đo điện là AC, DC, đo hết luôn, mà các bác không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì cả bạn, không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì nhá. Đấy thì đây các bác lắp pin vào, đấy, bấm cái nút nguồn giữ lì cho em là nó sẽ hiện lên này. Đấy thì giờ em sẽ test các bác luôn nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng luôn. Đấy, ví dụ như là cái điện 220 này này, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 là tự động là nó sẽ nhảy luôn, không cần phải ấy. Các bác nhìn này, đấy đây tự động nó nhảy đây là 230 231 đây này. Đấy, 231V nữa nhá. Đấy, tự động là nhảy sang điện AC luôn, có nhìn này. Đấy, trên màn hình là điện AC. Còn ví dụ như đây em cắm vào cái bình ắc quy nhá. Đấy, cắm vào cái bình ắc quy này. Đây. Đấy, các bác không cần phải là xoáy xiếc cái gì cả, chỉ việc các bác để thôi. Đấy, cái này là cái ắc quy nha, nó đang sụt dòng này. Đấy, nó còn 6.84V này. Đấy, nó báo luôn là cái điện DC nhá. Đấy, DC tức là điện một chiều, còn AC tức là điện xoay chiều nhá, nó báo luôn. Đây, ví dụ như đây em cắm luôn cho bác vào một cái viên pin này, pin 9V này. Đấy, cắm luôn. Các bác chỉ việc cắm cho em thôi. Đấy, cắm đây này, nó lên điện áp nó báo luôn này, 10.16V này này. Đấy, cái pin này là pin 9V nhá, pin 9V. Đấy, còn ví dụ như cái pin này, viên pin 12V này. Đây em chập vào em kẹp luôn em nhá. Đấy, nó rất là hay, là các bác không cần phải vặn viết gì cả, chỉ việc là các bác bấm và sau đó các bác đo thôi. Đấy, đây nó lên luôn này. 12.54V này, báo DC luôn nhá các bác nhá, báo DC luôn. Nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho bác nào mà không có kiến thức về những cái đồng hồ chuyên môn như này này. Đấy, ví dụ như cái con kẹp dòng này các bác cần nhiều chuyên môn, các bác cần phải vặn đúng cái chế độ của nó là các bác mới đo được. Ví dụ các bác đo AC hay DC các bác phải vặn đúng vào thì các bác mới đo được. Đấy, như con này là không cần, chỉ việc bật máy lên, sau đó là các bác muốn đo cái gì các bác chỉ việc là dí vào là các bác đo thôi, cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, cho bác nào không chuyên nhá, đặc biệt cho bác nào không chuyên và không có kiến thức về điện đóm thì các bác mua cho em con này. Đấy, về các bác đo dòng điện, đo điện trở này, đấy, rồi là đo ôm, đo điện D, đo điện AC, DC, rồi nó đo được cả, nó gọi là đo dòng nhá. Đấy, đo dòng, đo A này, đo A thì tí nữa sẽ ghép một cái video mà để các bác test này. Đấy, và con này nó có cả báo cảnh báo thứ này, báo dòng điện này. Đấy, ví dụ các bác giữ này, đấy, các bác dí đây nó sẽ liên tục này, đấy nó kêu này. Đấy, cái này đang báo là có điện này này, đấy là dây có điện nhá các bác nhá. Đấy, nó kêu tí 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 này. Đấy, rồi là ví dụ là các bác muốn đo thông mạch nhá, các bác muốn kiểm tra thông mạch này thì các bác sử dụng, các bác ví dụ như là kiểm tra dây nó có đứt hay không. Đấy, các bác chập hai cái này vào nhau, đấy nó kêu tí 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 này. Đấy, cái này đang đo thông mạch này. Đấy, đo thông mạch này là như nào, ví dụ như đây các bác có một cái sợi dây điện như này và các bác kiểm tra là xem nó có bị đứt ngầm hay không nhá, đứt ngầm hay không thì đây một đầu các bác dí vào cho. Đấy, là các bác kiểm tra cái dây này này và một đầu các bác dí vào đây. Đó, dí vào đây. Đó, thấy không, đây không? Đây dây này là vẫn như đồng hồ đang kêu là vẫn là ngon nhá. Đấy, còn ví dụ như em dí nhầm bên này. Đấy là nó không kêu. Đấy, không kêu tức là các bác đang dí nhầm bên. Còn nếu mà nó kêu thì là dây là không bị đứt cơ nhá. Đấy, dây không đứt. Đấy, ví dụ các bác kiểm tra thông mạch cũng rất ok. Nói chung là con này nhiều chức năng lắm. Đây, em sẽ ghép một cái video thực tế vào để các bác cùng xem video này rồi các bác hiểu về cái sản phẩm này luôn nhá. Và giá của nó cũng bình dân thôi, nó chỉ có 170.000 một cái. Về các bác đặc biệt các bác không chuyên về điện đóm, rồi là các bác sử dụng gia đình cần một con đồng hồ đo vạn năng, đo nhiều thứ thì các bác mua cho con này 170.000 một con nhá. Đây em sẽ ghép một cái video thực tế và các bác xem thực tế cái sản phẩm của nhá. Cái video này em ghép thì có thể là nó hơi dài, thì bác nếu mà các bác biết về cái đồng hồ rồi thì mình có thể là tua qua nhé, để qua những cái mã sản phẩm tiếp theo. Còn đây em ghép cái video này vào để cho nhiều bác là chưa biết về cái mã đồng hồ này thì các bác có thể xem cái video và nắm rõ hơn về cái sản phẩm này các bác nhé. Tại còn nói thì nó trình bày nó nhiều lắm, thì em ghép video vì em quay trước rồi, em ghép vào cho nó nhanh thôi nhá. Đây các bác cùng đón xem video nhá. Đó, sau khi mà các bác xem video xong rồi thì báo giá lại lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đo vạn năng, đo auto tự động hết các bác nhá, tự động hóa hết luôn, là 170.000 một sản phẩm nhá, 170.000 một cái mã sản phẩm đồng hồ đo vạn năng nha. Auto toàn bộ tự động hết luôn, không cần phải tinh chỉnh cái gì cả, 170.000 một sản phẩm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng về đồng hồ đo, nhưng mà con này là chuyên sâu hơn nhá, dành cho các bác nào chuyên về anh em thợ thuyền. Đấy, rồi ví dụ là các bác sửa chữa điện lạnh này, điện tử này thì các bác xài này cho em. Con này thì nó chuyên môn hơn, con này thì nó cầu kỳ hơn, nó nhiều chức năng hơn và cũng tinh chỉnh được nhiều thứ hơn nhá. Đấy, tinh chỉnh nhiều thứ hơn. Đấy, on off này thì các bác xoay cho em này. Đấy, đo điện AC này, điện DC, điện volt này, đo hẹc này, đo con này nó đo được cả nhiệt độ nhá. Đấy, đo được cả nhiệt độ đầy đủ hết luôn. Rồi ngoài ra thì kẹp dòng nhá, kẹp dòng thì các bác chỉ cần là đo thì các bác kẹp dòng vào đây là các bác kẹp là các bác đo được cả dòng này. Có phần màn hình hiển thị trên này. Đấy, còn đây là dây kẹp đầy đủ luôn, một bộ sản phẩm đầy đủ các bác nhá. Rồi đi kèm là cái con này là nó có cả một cái dây. Đấy, cả một cái dây để các bác đo nhiệt độ nhá. Đo nhiệt độ thì về các bác rút cái dây này ra, sau đó các bác cắm cái dây đo nhiệt độ vào và các bác đo. Đấy, cắm dây đo nhiệt độ các bác đo. Đi kèm thì nó có cả một cái dây đo nhiệt độ nha. Đấy, để các bác đo nhiệt độ này. Đấy. Còn nữa thì đây có cả đi kèm cho các bác cả một cái túi đựng. Đấy, cả một cái túi đựng luôn nhá. Cái mã này thì nói chung là chắc nhiều bác biết về cái mã này rồi. Con này thì quá ok. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này nó sử dụng 2 viên pin tiểu con thỏ nhé, thì về các bác tháo ra sau đó các bác lắp cho em 2 viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài thôi. Đi kèm nó có cả pin luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng các bác đo nhé. Đấy, đo thông mạch rồi là đo hẹc này. Đấy, đo ACDC. Nói chung nó có đo, con này thì nó nâng cao hơn các bạn, nâng cao hơn, đo chuyên sâu hơn và nó chọn cả các chế độ này con này. Đấy, chọn cả các chế độ hết luôn nhá các nhá. Đấy, chọn các chế độ. Nói chung là em cũng không phải dân điện chuyên điện nên là thực ra cái con này thì em cũng chịu luôn. Đấy, con này chỉ dành cho bác nào chuyên thôi, chứ còn bác nào không chuyên thì nên mua cái con đồng hồ vạn năng đầu video vừa giới thiệu ấy. Con này thì đo nó dễ dùng hơn, còn bác nào chuyên thì dùng con này thì thấy sướng hơn nhá các bác nhá. Đó thì con này em báo giá luôn này. Con này có kèm cả cái kẹp dòng này luôn, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 230.000 một sản phẩm này. Đấy, và bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã cho em sẽ cái đồng hồ kẹp dòng nhá, 230.000 bao ship. Đây giờ em sẽ cũng ghép một cái video đo test thực tế các cái chi tiết về cái công năng sử dụng của nó, các chức năng rồi là núm xoay các thứ ra, thì em sẽ ghép một video thực tế vào để các bác cùng xem thôi nhá. Đó thì sau khi mà các bác xem cái video đấy xong rồi thì ở đây thì em báo giá lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 cho một cái sản phẩm nha, bao ship tận nhà. Nó có cả đo dòng các thứ này, rồi có kèm cả cái dây đo nhiệt độ này, rồi đi kèm cả túi đựng luôn. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp này các nhá, hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, rất ok. Đồng hồ kẹp dòng 230.000 một con, bao ship. Cái này thì dành cho em thợ thuyền, dân chuyên môn. Đấy, dùng con này thì rất là hợp lý. 230.000 một sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Bộ ba đầu hàn bằng đồng này thì đây rất nhiều bác hỏi cái bộ đầu hàn để về các bác thay. Nhiều bác thì có mỏ hàn sẵn rồi, nhưng mà các bác muốn mua cái đầu hàn để về các bác thay, nhưng mà bữa trước thì chưa có bán, thì hôm nay bên em về tiếp đây. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, bộ ba đầu hàn là bằng đồng luôn nhá, bằng đồng ngon luôn đấy. Thì giá của nó thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Đấy, đây ba đầu nha. Đấy, đầu tù, đầu nhọn, đầu kiểu dạng dẹt dao này. Đấy, thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Giá của nó thì chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, 25.000 một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng. Đấy, 25.000 một cái bộ nha. Đấy, 25.000 bộ, giá rất bình dân thôi. Đấy, về các bác nào mà có mỏ hàn rồi, mình muốn thay đầu hàn thì các bác mua trang bộ rồi về các bác thay. Hoặc là bữa trước ấy, thì cũng nhiều bác hỏi mà chưa mua được, thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ mua luôn nhá. Nói chung là cái hàng này số lượng có hạn đâu ạ, không có nhiều đâu, chắc khoảng tầm hơn 100 bộ thôi. Tại vì về cái lô này tranh thủ bán nhanh bác luôn. Bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá, 25.000 một cái combo bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Đấy, về các bác thay vào cái mỏ hàn nhà mình. Đấy, rất ok luôn. 25.000 bộ nhá, bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Là gồm 3 đầu. Đấy, một bộ gồm 3 đầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái combo 5 miếng bọt biển. Đấy, cái bọt biển thì để làm gì thì cái này để chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, ví dụ như là đầu hàn các bác nó bẩn hoặc là nó thiếc các thứ, nó bám nhựa thông, nó bám lâu ngày, nó bám nó bị sét các thứ vào. Thì các bác mua trăm cái miếng bọt biển này về các bác ấy nhá, các bác vệ sinh cho nó sạch sẽ đi, để khi mà các bác hàn nó sẽ dễ hàn, và thứ hai là hàn nó nhanh. Đầu hàn đôi khi các bác để nó bẩn quá là nó, thứ nhất là nó nóng, nó không được nóng, nó không đạt được cái nhiệt độ tối đa, và thứ hai là để nó bẩn là nó hay bị các bác hàn nó không được ăn chân mà không được ăn chân. Đấy, thì các bác mua cho em cái bộ combo 5 miếng nha, 2, 4, 5 miếng này không nhá, 5 miếng bọt biển nha. Giá của nó sẽ là 15.000 nhá. Bên em bán là bán theo combo là 5 miếng một nhá, không bán lẻ một miếng nhá, vì giá nó rất là bình dân rồi, giá nó siêu rẻ rồi, nó chỉ có 15.000 thôi. Mà 5 miếng bọt biển về các bác mua một lần này, 5 miếng về các bác vệ sinh ra. Đó, combo 5 miếng bọt biển nhá, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn, đầu hàn các thứ này. Đấy thì một cái combo 5 miếng nha là 15.000 nhá, 15.000 cho một cái combo 5 miếng bọt biển, 15k cho 5 miếng một combo. Tiếp theo thì lên luôn một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu, báo giá bác luôn là 20.000 cho một cái combo nha. Nó bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, bán theo một combo 5 cặp một nhá, không bán lẻ một cặp nhá, không bán lẻ một cặp. Lưu ý cho em là những cái hàng giá rẻ này bên em bán theo combo là cứ theo combo là ví dụ như là 5 cặp hoặc là 5 miếng. Đấy thì đây, cái này bên em sẽ bán theo combo là 5 cặp một nhá. 5 cặp một thì nó sẽ gồm có là một cái cặp đầu đỏ và một cái cặp đầu đen nha. Một cái kẹp đỏ và một cái kẹp đen. Đó thì đây là một cặp này. Đó thì một cái combo sẽ gồm có là 5 cặp, 5 đỏ 5 đen thì tổng là 10. Đó đây. Đó đây. Về các bác xài nhá, cái này thì về các bác dùng để mình đấu dây này. Đấy, ví dụ xong là đó các bác ví dụ hàn chế rồi các bác kẹp vào những cái con mạch các thứ này, rồi là kẹp vào những cái phần dây dẫn các thứ này, để dẫn điện đến lúc các bác test đồ này, anh em thợ thuyền chế cháo này, rồi là các bác sử dụng rất là hay luôn. Nói chung là cái này về dùng nhiều việc nhá. Đấy, về rút này ra, sau đó là các bác kẹp cái dây vào đây này, đây nó có cả phần kẹp dây, hàng thì khá dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn lắm, và cái lực kẹp nó rất là khỏe, kẹp chặt lắm, con này kẹp ok quá. Mà hàng này hàng em cũng tuyển bán nhiều về, thấy nó cũng chắc chắn lấy nhiều về bán cho bác. Thì sẽ bán được combo là 5 cặp 1 nhá, 5 cặp 1 nha. Giá của nó sẽ là đi 20.000 nha, 20.000 cho một cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá, kẹp cá sấu. Đấy, cái kẹp cá sấu nha, kẹp hình răng cá sấu là 20.000 cho combo 5 cặp 1. Đấy, 5 cặp là bao gồm là 10 cái, 5 cái trắng, 5 cái đen, 5 cái đỏ nhá. Về các bác đánh dấu, các bác hay xài những cái điện là một chiều, điện AC thì các bác đánh dấu vào cực âm cực dương cho nó dễ phân biệt nhá. Đấy, combo 5 cặp kẹp cá sấu 20.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng kẹp Eto của Asaki. Dòng kẹp Eto là dòng kẹp dạng Eto kẹp lớn nhá. Đấy, Eto lớn, Eto 60mm này. Đây, toàn bộ thông số kích thước trên hình ảnh các bác đang nhìn đây. Đấy, 60mm nhá. Cái con này nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, rồi là chỉnh ngàm 25 này, 60 này, phần bản của nó là 60 nhá các bác nhá. Hàng của Asaki. Đấy thì em sẽ báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ cái kẹp Eto lớn nhá, kẹp Eto dạng lớn. Đó. Thì bên em đang bán cái kẹp Eto lớn nha, với mức giá sẽ là 190.000 một cái nhá, của Asaki, 190k một cái kẹp Eto này. Hàng này rất là đẹp, chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nhiều bác hỏi em là nó có nặng không, thì em nói luôn là có chứ em đang cân là nó nặng khoảng tầm hơn 1kg nhá, khoảng tầm hơn 1kg. Đó, nó là dạng Eto thép nhá, Eto thép rất chắc chắn luôn. Đây, đó, cực kỳ đẹp luôn này, Asaki thiết kế cực kỳ đẹp, chắc chắn chất lượng luôn này. Đây, các bác cùng nhìn này, phần ngàm này, phần kẹp bàn. Cái con này là hay của con này, nó là dạng kẹp bàn, nên là ví dụ các bác sử dụng ấy là các bác sử dụng với các bác mang đi mang lại nó rất là tiện, mình di động được nhá, mình thích kẹp chỗ nào mình kẹp nhá. Đấy, mình thích kẹp chỗ nào kẹp thì lúc nào kẹp thì các bác tháo kẹp thì các bác xoay cái này, còn lúc nào các bác cạp tìm được cái chỗ cạp các bác cạp và các bác siết nó vào. Đấy, nó sẽ cạp chắc luôn. Đấy, và cái con này thì đây, cái phần mở cái lẫy ra này thì nó có thể là xoay được 360 độ nhá. Đấy, xoay được 360 độ rất là ok. Đấy, xoay được 360 độ này rất là ngon lành cái nào luôn. Và đây là cái phần trên để các bác mở ngàm này. Đấy, mở ngàm nhá, rất trơn tru ngon lành luôn. Đây em xoay bằng một ngón tay nó rất là êm. Đó thì các bác siết vào để các bác làm những cái đồ cơ khí cho các bác siết đây, để các bác định vị lại, sau đó mình hàn hủng các thứ rồi mình mài rũa rồi. Ở đây trên này nó có một cái phần góc này để các bác đe nhá. Đấy, các bác gò gõ cái này như kiểu một cái đe ấy, để các bác gò gõ rồi là các thứ ra gò kiếc ở trên cái đe này, này. Đấy, cái phần đe này nó rất ok, rất chất lượng luôn, đẹp lắm đó. Chắc chắn mà nói chung là các bác thợ thuyền, anh em sử dụng gia đình nên có một cái này, đôi khi rất là cần. Mình hàn hiếc rồi mình thiết kế sử dụng mài rũa những cái đồ là mình cho mình kẹp nó chắc chắn này. Đấy, để các bác làm những đòi hỏi những cái đồ nó độ chính xác cao thì nên có một cái kẹp ê tô này nhá, xài rất là ngon luôn. 190.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kẹp ê tô của Asaki, 190.000. Nó là cái kẹp ê tô dạng lớn nhá. Đấy, ngoài ra thì bên em đang có cái kẹp ê tô dạng linh kiện nhỏ thì 40.000 một cái. Còn cái này nó là dạng lớn, dạng cho anh em cơ khí thợ thuyền. Các bác dùng làm những cái đồ cơ khí ấy, thì cần những con ê tô lớn nhá các bác xài. 190.000 một cái nhá, kẹp ê tô lớn nhá, 190k một kẹp ê tô. Hàng rất là chất lượng chắc chắn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp nước giặt của Nhật này, hộp nước giặt 100 viên của Nhật nhá. Cái này bên em bán khá là nhiều. Một hộp nước giặt này là 100 viên nhá, về các bác dùng để xài. Đấy, thì bên em sẽ bán theo túi lẻ hoặc là bán theo cả hộp nha. Thì em sẽ báo giá hộp trước này. Một hộp này là 100 viên thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên. Đấy, hộp nước giặt 100 viên nhá. Cái này nó có kèm cả giặt cả xả luôn. Đấy, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, dùng rất thích nhá. Đấy. 100 viên giá của nó sẽ là 80.000 một cái hộp 100 viên nha. Đấy, 80.000 một hộp 100 viên. Đây. Đấy, 100 PCS là 100 viên này, chuyên dùng cho giặt quần áo nữa nhá. Giặt sạch mà mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, vừa giặt vừa xả kết hợp luôn. Đó, hộp nước giặt 80.000 một hộp. Ngoài ra thì đây em sẽ bán lẻ theo túi nhá. Thì một cái hộp này này, khi mà bóc ra thì nó sẽ có là 5 túi như này. Đấy, 5 túi này các nhá. Đây, 5 túi này. Đó, 5 cái túi nhỏ như này, nó sẽ chia sẵn ra. Đấy thì nếu mà các bác có nhu cầu mua túi thì mình sẽ bán ở túi nhá, còn là sẵn trong hộp thì nó sẽ có là 5 cái túi nha. Thì 5 túi này thì nó sẽ chia ra là mỗi túi là 20 viên. Đây, mỗi túi là 20 viên nhỏ này thì tổng 5 túi là 100 viên nhá, tổng 5 túi là 100 viên. Thì nếu mà các bác mua lẻ theo túi nước giặt đấy, mua lẻ theo túi các bác dùng ít có thể mua theo túi ấy, thì lẻ một túi nha thì bên em đang gửi bác là đi 20.000 một túi 20 viên nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi nước giặt này. Đấy, túi nước giặt 20 viên. Giá của nó sẽ là 20.000. Đấy, còn nếu mà các bác mua theo hộp 100 viên 5 túi thì giá nó sẽ tốt hơn là 80.000. Còn nếu mà mua lẻ này thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Cái này tùy nhu cầu thôi, các bác có thể cân đối, mua nhiều mua ít tùy. Đấy, còn bán hộp là 100 viên là 80.000. Còn bán lẻ một túi 20 viên là 20.000 các nhá. Thì nó là dạng viên này. Đây, cái túi em cũng đang xài, nó là dạng viên này, này. Túi em đang xài này. Đấy, dạng viên nước giặt này thì về là các bác một cái viên này nó giặt khoảng tầm 2 đến 3 cân quần áo nhá. Về các bác cứ vứt trực tiếp cái viên này vào trong máy giặt các bác giặt nhá, hoặc là các bác có thể là các bác giặt tay thì mình có thể là lấy ra các bác ngâm nước trước. Đấy, khi mà ngâm nước thì nó sẽ nhũn và tự động là nó sẽ vỡ ra, và các bác có thể là giặt tay đều được nhá, giặt tay giặt máy đều được luôn. Đấy, các bác cứ ngâm nước cái này là nó tự động là nó sẽ vỡ ra nhé, rất là hay luôn. Đây, nó là dạng viên này. Đấy, khi mà ngâm nước nó sẽ vỡ ra, rất ok luôn. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và giặt khá là sạch luôn. Một túi là 20.000 nhé, một túi 20 viên là 20.000. Còn các bác mua lẻ, mua cả hộp thì là 100 viên là 80.000. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên là 80. Còn lấy túi thì lên mã giúp em sẽ là túi nước giặt 20 viên 20.000. Tiếp theo thì em lại về cái bộ xưởng hấp hàng thanh lý siêu thị này. Đó, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng khá là hay luôn. Đó, cái xưởng hấp này size của nó sẽ là size 28 thì khá là rộng luôn. Đó, em báo giá luôn nhé. Một cái xưởng hấp như này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em sẽ là cái xưởng hấp này. Đấy, xưởng hấp nhá. Các bác có thể hấp những cái đồ trong này rất là ok. Giá của nó thì siêu hạt rẻ luôn, 80.000 thôi. Đấy, 80.000 một cái xưởng hấp như này. Và cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây em sẽ mở cho bác xem một cái này. Nói chung là dòng này dùng ok lắm, bán khá là nhiều. Hàng này thì của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị nên là dùng rất là ok. Hàng siêu thị thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, dùng nó rất là chất luôn mà chắc chắn cực kỳ. Và giá nó hợp lý nữa. Nói chung là hàng bên em ôm lô thanh lý nên giá nó rất là tốt. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái khay hấp này. Đấy, một cái khay hấp này các bác nhá, một cái khay hấp nha. Đấy, có những cái lỗ này để các bác hấp này. Và một cái xoong dưới để về là các bác có nước nô thứ là các bác cho vào đây cho em. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó là các bác muốn hấp thì các bác để lên đây. Để cái này lên đây. Đấy, để cái khay hấp này lên, để cái xưởng hấp này lên. Và các bác đun nóng lên. Đấy, là các bác hấp thôi. Ví dụ hấp bánh bao, hấp tôm một thứ các bác cho đây cho em nhá. Đấy, cho đây cho em. và một cái vung đi kèm. Đấy, và cái này cứ quay vung thì về các bác tự lắp nhé. Cái này thì em quay nhanh thôi, em không lắp được đâu. Đó, thì có cả cái vùng này luôn. Đấy, khi mà đậy vào rất ok, chắc chắn nhá. Và cái vùng này của nó sẽ là vùng kính cường lực. Đấy, các bác có thể quan sát theo dõi đồ ăn một cách thoải mái luôn. Đấy, vùng kính cường lực rất là dày dẫn nhá, có cả phần quay trên quay dưới luôn này. Nếu mà các bác không muốn hấp, các bác muốn nấu canh với cái song này thì các bác bỏ trong cái khay trên này ra. Bởi vì khi mà cái này thì các bác sẽ thành một chiếc song để các bác có thể nấu canh, nấu nước các thứ vào đây cho em ok luôn. Đấy, một trong hai luôn nhá, và mua một thì được hai luôn. Đấy, mua một được hai luôn, vừa có một cái xưởng để các bác hấp, vừa có một cái song để các bác nấu canh nhá. Cái sản phẩm này thì nó có thể dùng bếp từ nhá, rồi là bếp ga thứ ra. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là con này dùng bếp từ cực ngon luôn. Đấy, dùng bếp từ các thứ ra, dùng thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, bếp từ bắt ngon lành luôn nhá. Đấy, bếp từ là bắt ngon lành cái con này luôn. Đó, về các bác xài thôi. Đó, một chiếc xưởng hấp rất chắc chắn luôn này. Đây, kín đáo ngon lành, về các bác hấp tôm, hấp bánh bao, rồi hấp thịt, hấp thà cứ cho này các bác hấp nhá. Ăn những cái món hấp thì nó rất là ngon. Đấy, đặc biệt cho các bác ăn chay ăn trước các thứ ra. Các bác người già đấy, ăn nó vừa giữ được vị mà nó rất là ngon, đỡ dầu mỡ nhá. Đấy, đỡ dầu mỡ. Xưởng hấp nhá, 80.000. Đấy, hàng Thanh Lý siêu thị rất là xịn sò ngon lành luôn. Mua 2 được 1 có nhá, mua 1 được 2. Đấy, mua 1 được 2. 80.000 một cái xưởng hấp này, vừa có một cái xưởng này các hấp, vừa có một cái song dưới để các bác xài luôn. Dòng này bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ được là dùng được hết cho em luôn nhá. Đấy, dùng được tất cả các loại bếp luôn. 80.000 một cái xưởng hấp. Tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác đó cái mã chảo của Hàn Quốc này các bác nhá. Mã chảo Hàn Quốc rất là xịn sò ngon lành luôn. Đấy, đây. Con này chảo cực kỳ to luôn, chảo nó lên đến là 32 cm nhá, 32 cm về các bác xài rất rộng rãi ok cho em luôn. Đấy, rán nấu xào xếp đây cho em ngon lành cái nào luôn. Đấy. Rồi, lên ngay bác một cái đồ nhà bếp này. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp. Đó, báo giá luôn các nhá, báo giá luôn này. Cái này thì tại em đang bán giá sẽ là đi 140.000 nhá, 140.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính của nó sẽ là 32 cm, 140.000 một cái. Giá rất bình dân mà dùng cực kỳ xịn ngon lành luôn. Bán khá là nhiều từ nọ rồi. Bán ngon lắm, dùng ngon lắm ạ. 140.000 một cái nhá. Mới nguyên hộp nha. Đầu tiên sẽ gồm có cho bác là một cái môi bằng gỗ này. Đấy. Bình thường là các bác hay xài những cái môi là môi bằng sắt cái thứ, giờ là các bác hay dùng những cái chảo dính như các bác hay dùng bằng những cái sắt là các bác cào vào nó rất hay bị nhanh bong hoặc là nhanh xước cái lớp chống dính. Đấy, khi mà nó xước ấy thì các bác càng nấu là nó sẽ càng bong ra, mà khi mà bong ra thì nó sẽ mất cái lớp chống dính nhá. Nên là nhà sản xuất sẽ gửi đến các bác một cái môi bằng gỗ này rất là đầy đủ và chu đáo luôn. Đấy. Tiếp theo là một chiếc vung nhá, một chiếc vung bằng kính cường lực trong suốt nhà. Đấy, một chiếc vung này kính cường lực trong suốt rất ngon lành luôn. Đấy, thì về các bác bắt cái phần tay cầm à, đây nó sẽ có đi kèm cái đây là cái phần tay cầm đây này. Đấy, nó sẽ có kèm cái tay cầm luôn. Thì cái này em quay nhanh thôi, em không bắt được nữa. Thì về các bác tự bắt này nhá, nó có đầy đủ ốc fit hết, các bác về là cứ tự bắt được thôi. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt. Và tiếp theo là đi kèm cho bác là một cái tay quay. Đấy, tay quay của cái chảo thì về các bác bắt vào nhá. Đây. Đấy, tay quay chảo này về các bác để vào, sau đó các bác cũng bắt vào cho em. Đấy, nó có ốc vít các thứ hết rồi. Về bắt vào. Cái con chảo này thì đường kính của nó khá là to. Đường kính của nó lên đến là 32 cm. Đấy, 32 cm nên về các bác xài rất là rộng rãi. Đây các bạn nhìn này, nó rất là rộng luôn. Đó, nó cực kỳ rộng nhá. Đấy, về các bác dùng để xào, nấu và đây cho em thoải mái luôn. Đấy. Rán này, đầu tiên là rán này. Trước hết là rán trước này, chảo thì trước hết dùng để rán này. Thì rất là hay là một cái lớp chảo này nó tráng một cái lớp tráng đá chống dính nhá, rất là ngon lành luôn. Đây, tráng bên trong bên ngoài này. Và cái này thì nó dùng bếp từ luôn nhá. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là dòng này dùng bếp từ nhá. Hầu như là những cái thiết bị bên em là em biết là các bác bây giờ là hay dùng bếp từ nhiều, nên là bên em sẽ lấy cho bác những cái dòng mà xài được bếp từ nhá. Đấy, con này là xài bếp từ này, bếp ga, bếp hồng ngoại này, tất cả các loại bếp luôn. Đó, đây, chảo cực kỳ chắc chắn và dày dẫn luôn và rất là to. Đấy, đầu tiên là các bác có thể rán này và xào vào đây ngon lành này. Đấy, còn ngoài ra thì các bác muốn nấu đây nấu ngon lành luôn, vì đi kèm nó sẽ có cả vung luôn. Thì khi mà các bác nấu nó rất là nhanh sôi nhá, nó có vung. Đấy, đậy vào kín đáo ngon lành. Đấy, có kèm cả vung cho bác luôn này. Đấy, vung viếc ngon lành luôn nhá, quá xịn sò ok luôn, chất lượng. Đấy, cả vung cả chảo các thứ rồi, cả môi đi kèm này, tay quay này. Đấy, tay quay mà giá nó chỉ có 140.000 thôi nhá, 140.000 thôi. Mà chảo đường kính là 32cm nên rất là to, về các bác sử dụng nhà đông người các thứ cho em xài con này rất ok luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc đường kính là 32cm, giá đang của bác là 140.000 một cả, 140.000 một cá, giá rất là hữu nghị, sản phẩm dùng rất là chất luôn. Bán cái này bán từ nọ bán rất là nhiều, bán trong phải vài trăm cá rồi, bán rất chạy luôn. Đó, dùng rất ok. Bác đó là cái lọ keo dán giày các bác nhá, lọ keo dán giày. Đó, em báo giá luôn một cái lọ keo dán giày có dung tích là 60ml này, về các bác chuyên dùng để dán giày rách này, dép rách nhá, rất ok luôn. Cái này thì dán cực kỳ chắc và rất là ngon. Báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k cho một cái tip keo dán giày này, 20k một tip nhá. Các bác lấy 3 tip giá của nó sẽ là 50.000. 3 tip keo dán giày là 50.000, còn các bác lấy lẻ một tip là 20.000 nhá. Một tip này sẽ có dung tích là 60ml. Đây. Đấy, cái đầu của nó sẽ là đầu kim này, nên là các bác dùng thoải mái nhá, không lo nó bị tịt đầu đâu, vì cái đầu nó là cái đầu kim. Đấy, có thấy rõ không? Nó là cái đầu kim nên là các bác cứ dùng thoải mái. Đấy, dùng xong các bác xỏ cái đầu cho em, nó có cái kim nên là không lo nó bị tắc đầu nhá, dùng được lâu, dùng lâu. Bình thường là những cái dòng keo bình thường là nó không có những cái lỗ kim này đâu. Dùng các bác dùng một ra nó chết keo hoặc nó bị đông cứng cái phần đầu là các bác không thể xài được nhá. Đấy, những con này thiết kế rất là hay là nó có cái đầu kim này. Đó, nên các bác không lo nó bị tắc đầu, dùng thoải mái cho em luôn. Dùng được lâu, được dài nhá. Một tip keo dán giày 60ml giá 20.000, bên em đang bán cho bác 3 tip. Nếu mà các bác lấy 3 tip thì giá sẽ là 50.000. 3 tip là 50.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là keo dán giày, dán dép nhá. Đấy, giày rách này, dép rách này, các bác mua về dán cho em, đỡ bỏ đi nó phí đi, mình mua về mình dán cho em nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây, đầu kim. Đấy, về các bác ví dụ đế giày, mũi giày thứ nó bong này, rồi là dép rách các thứ này, về các bác dán cho em rất ok luôn. Đấy, chuyên để các bác dán giày, dán dép con nhá. Đó, 20.000 một tip keo dán giày này, lấy 3 tip là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng đài FM nhá, dòng đài FM radio và có kèm cả đồng hồ luôn. Đó thì em báo giá luôn. Cái mã này thì hiện tại em đang gửi bác giá thì siêu tốt luôn cô nhá, giá tốt nhất thị trường. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đài FM. Đấy, đài FM hoặc đài radio có kèm cả đồng hồ nhá các bác nhá. Giá bữa trước đang bán bác là 270.000. Hôm nay em xả nhanh bán nhanh bác luôn. Giá siêu tốt, giá bao giá thị trường luôn. 240.000 một cây và bên em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn nhá. Đấy, với mức giá 240.000 lại còn bao ship tận nhà luôn. Đài thì nghe cực kỳ hay. Con này các bác có thể là kết nối với điện thoại để các bác nghe nhạc. Ngoài ra thì mình có thể nghe đài FM. Đấy, các bác hay ở nhà mình buồn. Đấy, rồi các bác mở ra mình nghe đài FM này, nghe radio này, rất tiện dụng và thiết kế nó cực kỳ đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển hồi xưa nhá, rất đẹp luôn. Đấy, đây có phần đồng hồ này, phần công tắc bật tắt, rồi là phần nút bên này là phần giò kênh này, tay sách này, vân giả gỗ rất đẹp nhé, có cả phần anten. Đó, đây nút chỉnh đồng hồ đằng sau này. Đấy, cái này nút chỉnh đồng hồ này, chỉnh giờ các bác nhé, chỉnh giờ đằng sau. Rồi là bên hông thì sẽ có những cái nút như là cổng sạc này. Cái con này nó sử dụng cái nguồn sạc là DC 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, thì các bác sẽ lấy cho em cái dây, đây cái dây sạc của nó đằng sau cái nắp này, các bác mở cái nắp này ra. Đó, sau đó các bác lấy cái dây sạc ra. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái dây sạc này vào đây. Đấy, và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác có cái cục sạc điện thoại các bác cắm vô là các bác sạc cho cái đài này rồi. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sạc là nguồn DC 5V nhá. Ở đây nó có một cái cổng, đó là cái cổng USB để ví dụ các bác có những cái thiết bị mà tích hợp nhạc vào cái USB ấy, vào cái thẻ nhớ ấy, thì các bác cắm vào đây. Còn ở đây thì là cái lỗ cắm thẻ nhớ, nếu mà các bác có những cái loại thẻ nhớ nhỏ, thẻ nhớ micro USB thì các bác cắm vô đây. Đây là cái cổng tai nghe này, còn đây là cái nút công tắc để các bác bật tắt đồng hồ nhá. Đấy, nó có cả công tắc bật tắt đồng hồ luôn. Các bác muốn dùng đồng hồ các bác bật lên on cho em. Đấy, muốn tắt đồng hồ các bác bật về off nhá. Đấy, và cái nút đằng sau đó là cái vòng xoay để các bác chỉnh đồng hồ nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, cái nút đằng sau này em đang xoay này. Đấy, để các bác chỉnh giờ, ví dụ là hiện tại đang là 1 giờ các bác xoay cho em về 1 giờ này. Đấy, để các bác chỉnh giờ nhá. Và đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Đấy là bắt đầu đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ kiểu dạng đồng hồ cơ nhá, chạy cực kỳ êm, không có tiếng động luôn, rất là ok. Đấy, rất xịn sò ngon này. Giờ em sẽ đi vào test đài cho bác nghe này. Con này thì các bác có thể bắt được cho em các dòng ví dụ như là SVK này, SVK này, rồi là có cả đài AM này. Đài AM này. Rồi là đài FM này. Đấy, rồi là MP3 nhá. MP3 thì các bác kết nối với Bluetooth nhá. Cái mã loa của nó, cái mã kết nối Bluetooth của nó sẽ là NS nhá. Đấy, NS8898BT này. Đấy thì cái mã đấy là cái mã kết nối Bluetooth. Còn về các bác muốn nghe đài FM thì các bác bật lên cho. Đấy các bác chuyển cho em về chế độ là FM nhá. Đấy hiện tại đang ở MP3 các bác gạt về cho. Đấy đúng chế độ FM này. Các bác bật đài lên. Đấy, bắt đầu nó sôi nhá. Cái nút này thì nó sẽ là cái nút công tắc bật tắt kèm với lại là tăng giảm volume, tăng giảm âm lượng ở cái nút bên tay trái em đang xoay đây. Đấy đây em bật đánh tài cái bắt đầu là nó đã mở các bác nhá, và bắt đầu các bác nhích dần lên thì nó sẽ tăng âm lượng lên. Đấy, còn các bác muốn cho nó giảm xuống thì các bác xoay nó giảm xuống. Đấy, và các bác xoay hết cỡ thì nó kêu tài cái là tắt đi, còn các bác muốn ấy thì các bác xoay lại. Đấy xèo 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 này là bắt đầu đang dò nhá, thì các bác xoay theo cái nút bên này, này. Đấy cái nút bên này. Đấy. Đấy. Đấy thì các bác dò kênh nhá. Các bác dò kênh thì nhớ giúp em, lưu ý cho em là chỗ nào sóng yếu các bác gạt cho em cái anten này lên. Đấy, gạt cho em cái anten lên. Sau đó là các bác xoay trong cái vòng này. Xoay trong cái vòng bên này này. Đấy, xoay cái vòng bên này. Thì các bác dò kênh từ từ nhá. Các bác đừng xoay nhanh nhá. Dò các bác dò từ từ thôi. Trong đó có việc đảm bảo đủ thuốc trong kho lưu trữ. Bên cạnh đó, khoản đầu tư cũng hỗ trợ một khoản. Đó, thấy không? Rất ok nhá. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Để triển khai các dự án này, Australia sẽ cử các chuyên gia y tế từ các bệnh viện, trường đại học và các tổ chức y tế của nước này đến khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết chính phủ. Đấy, con này Indonesia nghe khá là to bạn, con này nghe to lắm. Đấy. Thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng ở bên group bên này nhá, các bác muốn nghe nhỏ là các bác cho nhỏ đi, muốn to cho to là các bác cho to lên. Ở tỉnh Đông Kalimantan. Võ Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin. Đấy cái này là đăng Đài Tiếng nói Việt Nam các bác nhá, rất ok luôn. Đấy về các bác nghe đài nghe đóm ở đây, nghe nhạc này, kết nối Bluetooth này, cắm được cả thẻ nhớ này, USB này. Đấy rồi là có cả phần đồng hồ nhá. Có cả phần đồng hồ, báo giờ báo giấc ngon lành luôn. Đấy tay sách mang đi mang lại rất ok. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái sạc vào và các bác sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài có thế thôi. Cái con này rất là hay là nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin 18650 này, đây này. Đấy pin này nó đã có sẵn một viên trong này rồi. Đấy thì nó sử dụng cái pin 18650 này. Cái pin này thứ nhất là nó sạc tích điện được các bác nhá. Đấy sạc tích điện được thì khi mà hết pin thì các bác sạc đầy, sau đó các bác lôi ra các bác xài. Và lúc nào mà pin hỏng thì mình vẫn có thể thay thế thoải mái, và cái pin này thị trường nó bán rất là nhiều và bên em cũng đang bán, nếu mà các bác muốn mua thêm. Thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 này là 20.000 một viên. Nếu mà các bác muốn mua thêm pin để về dự phòng ấy, còn sẵn trong đài là nó có sẵn một viên pin rồi quá nhá. Thì nếu mà các bác không cần thì mình có thể dùng luôn cái pin ở trong đài nhận được. Đó, không cần thiết. Đó, cái này thì nếu mà trong trường hợp dự phòng các bác nghe nhiều thôi thì mình mới cần mua thêm. Còn sẵn một viên này thì các bác nghe thoải mái rồi. Đó, rất ok. Đây mở lại cho bác coi này. Dân tham gia cuộc đua được tổ chức ở tỉnh Kampong Sirpu, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 80 km về phía tây. Nhà vô địch được trao giải thưởng trị giá 298 đô la cùng cúp lưu niệm. Đấy có thấy không? Rất ok nhá. Đồng hồ chạy đài nghe ngon lành luôn. Đấy rồi là phần anten tổng các thứ ngon lành nhá các bác nhá. Giá là rất là hợp lý luôn. 240.000 một cái nhá, 240.000. Các bác có thể bắt Bluetooth này, nghe đài FM này, rồi là nghe nhạc qua thẻ nhớ USB, có cả đồng hồ xem giờ giấc là 240.000 một cái. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây đài FM nhá. Đấy em quay khá là chi tiết rồi. Về cái này thì nói chung là rất là dễ xài thôi. Các bác cứ tập tành cho em một vài lần cái là các biết xài, các bác biết ngay, xài các nút ngay. Đấy, tăng giảm âm lượng bật tắt bên này luôn. Bên này là cái nút dò kênh nhá. Rồi là có các chế độ này SVK này, AM, FM này, rồi là MP3 này, next bài, rồi là chuyển bài các thứ này. Các thứ ok luôn. Nói chung là cực kỳ dễ dùng và đặc biệt dành cho các bác người già rất dễ dùng luôn. Nó là dòng đài tích điện nhá, có cả pin tích điện luôn. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vô các bác xài. Dây sạc thì bên em sẽ để đằng sau. Thì về các bác mở cái nắp đậy này ra là sẽ thấy dây sạc nhá. Đấy, sẽ lấy dây sạc. Về các bác có cái cục sạc điện thoại này mình thì các bác cắm vào là sạc cho cái đài này rồi. Rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 240.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là đài em. Mới nguyên hộp này rất là đẹp luôn. Đấy, rất chắc chắn bày đắm. Đó 240.000 một cái nhá. Chắc chắn chất lượng rất đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển decor rất là ok. Và tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái lô kem Anh Răng của Nhật này. Đấy, kem Anh Răng của Nhật, kem muối nhá, nó là dòng kem muối. Kem này thì em bán khá là nhiều rồi. Và hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, xả kho luôn cái mã luôn. Cũng về lô mới xả kho. Tháng 3 ngày 8 xả kho đó bác dễ mua nhá. Lên mã cho em sẽ cái cây kem Nhật, nó là dạng kem Anh Răng muối nhá. Giúp răng chắc khỏe hơn. Đấy rồi là đặc biệt bác nào mà hay chảy máu chân răng này, viêm lợi, viêm níu này, các bác mua trong loại này về xài dùng rất thích luôn. Mà cái vị của nó là vị mặn các nhá, vị mặn the the của muối nhá, nên các bác đánh cực kỳ sạch luôn. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn, đánh rất thích luôn. Mà cái vị mặn của nó ấy, đôi khi các bác đánh là nhiều bác là có khi nghiện luôn, mà chính bản thân em là em xài cái này em cũng nghiện luôn. Đấy, đánh cảm giác sáng mà không có tí cái kem mặn mặn này đánh nghiện mà thấy thiếu thiếu ạ. Đấy, thấy thiếu thiếu, đánh rất thích nhá. Mà cảm giác đánh xong cái keo này xong là mồm nhẹ thứ nào cảm giác là nhẹ mồm, sạch mồm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, hàng của Santa nhá các bác nhá, Santa. Đấy, hàng kem đánh răng muối của Nhật nhá. Một tip này là 170g. Đấy thì nhiều bác hỏi em là hạn sử dụng là nó có được lâu không, thì nói luôn bác là hạn sử dụng là nó rơi vào khoảng tầm là 2026 nhá. 2026 hạn sử dụng thoải mái để các bác xài luôn. Những cái hàng này thì bên em thường lấy cho bác là những cái hàng đết mới nhá, hàng đết mới luôn. Đấy, hàng đết mới và hạn sử dụng còn được rất là lâu nên là các bác yên tâm nhá. Đó thì em báo giá luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kem đánh răng Nhật nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán bác giá của nó là đi 90.000. Hôm nay em xả kho bác bán nhanh bác luôn, chỉ có 60.000 một tip thôi. 60.000 một cái tip kem đánh răng Nhật 170g nha. Nó là dạng kem đánh răng muối nhá. Đấy, bác nào mà đau nhức răng, chảy máu chân răng, đấy, viêm lợi rồi là mồ hôi các thứ rồi. Đấy, sử dụng cho em. Nó là chứa một cái hàm lượng muối nhất định nha, nên khi các bác đánh cực kỳ là sạch cái khoang miệng luôn, đánh rất thích luôn. Đấy, đánh nghiện luôn nhá. Đó, 60.000 một tip nhá, 170g cũng xài thoải mái luôn, 170g khá là nhiều đấy. Đó, kem đánh răng của Nhật. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Em lên luôn cho bác đó cái lô thùng đạn của Mỹ nhá. Báo giá cũng xả kho các bác luôn. Bữa trước đang bán bác là 350.000, mà em về lô mới bán anh xả luôn. Giá chỉ còn có là đi 310.000 thôi. Đấy, 310.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đạn Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ này, thùng đạn Mỹ 310.000, em bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất rồi. Đấy, bữa trước đang bán là 350 đấy, đợt này đang giảm luôn đấy bác, còn có 310.000 một cá thôi. 310.000 cá lại còn bao ship tận nhà luôn. Thùng thì cực kỳ dày, rất chắc chắn nhá. Đấy. Bữa trước là em bán là có một bác cũng mua, một bác bảo là tôi nhìn cái thùng đạn tôi lại nhớ là trước là đi chiến tranh là cái thùng đạn này nó rất là quý luôn. Đấy, đựng tài liệu này, khi mà dùng hết đạn rồi các bác các bác kiếm được để đựng tài liệu thứ đây. Mà cái thùng này nó rất là kín luôn. Đấy, thùng rất là kín luôn. Mà cái thùng này nó cũng ngon các bạn, nó cũng ngon. Đây em mở bác luôn là nó cũng rất kín nhá. Ở đây trong này nó có một lớp gioăng cao su này. Đấy, có nhìn cái lớp gioăng cao su này. Nên khi mà các bác đậy vào nó cực kỳ kín luôn. Đây, phần lòng trong nó này. Đấy, đi về các bác đựng đồ này, đựng đồ đạc này, những cái đồ thiết bị nhà mình này. Sử dụng rất ok. Và cái con này cái nguyên lý đóng nắp nó rất hay là các bác ấn nó xuống này, sau đó các bác gạt vào đây. Nó là dạng kiểu dạng ấn đấy. Ấn nước với nhá. Đấy, các bác ấn cho em, ấn mạnh nhau này. Đấy, ấn mạnh nhau với nhá, phải ấn mạnh nhá. Các bác ấn nhẹ nhẹ tay không được đâu, phải ấn thật mạnh vào thì nó mới khớp vào được. Và khi mà nó đã gồng vào rồi thì cái phần gioăng cao su nó rất là kín luôn. Các bác có thể vứt xuống nước mà nó không ngấm nước luôn. Đấy, nó rất kín nhá. Và cái lá thép của nó sử dụng cái đây là các bạn nhìn này, cái lá thép của nó này. Nó làm ra cái thùng đạn này nó siêu dày luôn. Nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà bữa trước em cân là hơn 3 cân đấy các bạn, hơn 3 cân một cái thùng đạn như này đấy. Đấy đây. Cát tông này. 7.62 mm này. Đấy, USA nhá, thùng đạn của Mỹ các nhá, thùng đạn của Mỹ, hàng này của Mỹ. Em sẽ đo cho bác về kích thước này. Chiều dài của nó là 30 này, chiều rộng của nó là 15 nhá, 30 x 15. Chiều cao là đi 18 các nhá, chiều cao là 18, nói chung là cũng khá là to đấy. Khá là to đấy các bạn nhá. Ở đây có phần tay sách nhá, sách mani mang lại rất ok. Các bác mua về đựng đồ nghề các thứ rồi. Nói chung em bán khá nhiều rồi mà các bác chưa bác nào chê với thùng đạn này. Nhiều bác bảo là rất dày dặn chắc chắn luôn mà siêu bền. Cái này thì các bác cứ vất vả vật cho em thoải mái, siêu nồi đồng cô đá. Những cái hàng của quân nhu, hàng của quân đội này thì nó gọi là siêu bền rồi các bạn, siêu bền rồi. Không gì chê cả. Thùng đạn Mỹ nhá. 310.000 một cái, bao ship tận nhà luôn. Hàng của USA rất là sò chất lượng nha. Đó, màu quân đội màu xanh rất đẹp luôn. Chắc chắn chất lượng. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái cây bút điện đa năng này. Cây này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, và khi mà các bác mua bút điện này bên em thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái lốc pin dự phòng luôn, rất là ok. Đấy, hàng mới nguyên vỉ nha. Em báo giá luôn nhá. 20.000 một cái cây bút điện nha. 20.000 một cái cây bút điện nha. Lên mã nha, cái cây bút điện đa năng nhá. Bút điện đa năng này. 20.000 một cây. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá siêu bình dân hạt rẻ luôn. Đó. Cái này em bán khá nhiều, các bác lấy phát 4-5 cây luôn về xài. Mà cái ánh sáng nó rất là sáng này, các bạn nhìn này. Đấy, nó rất là sáng. Đây em đang để rời mà rất nhiều ánh sáng nha em nhá, các bạn nhìn này. Đấy, nó sáng kinh khủng luôn. Đó, sáng rất sáng nhá. Về các bác đo thông mạch, đo dây đứt ngầm các thứ, đo rất tiện dụng luôn. Và đi kèm cho bác là cả một cái lốc pin dự phòng trong này nữa. Đó, rất ok. Mà chỉ có 20.000 thôi nhá. 20.000 một cái cây bút điện đa năng nha. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế về cái sản phẩm này, những cái công năng sử dụng của cái con bút điện này nhá. Rất nhiều chức năng luôn, rất hay. Giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đây em đặt cái bút này ra xem là bên trong nó có gì các bác nhá. Thì xem là đấy, cái vỏ nhựa của nó thì cũng khá là dày này, bên trong có pin này. Đấy, và một cái mạch nó rất là nhỏ như thế này thôi mà nó có rất là nhiều chức năng nhá. Chức năng đo thông mạch rất là tiện ích nhá. Ví dụ đây nồi cơm nhà bác, các bác muốn kiểm tra xem nó có bị đứt hay không thì một đầu dây bắt chở vào đây và đầu còn lại các bác chở vào đây. Nếu mà đèn sáng xanh thì dây nồi cơm nhà mình vẫn ok nhá. Chức năng dò dây điện bị đứt ngầm cũng rất là tiện ích nhá. Nếu mà đèn sáng xanh thì là có điện đấy, chỗ này đèn không sáng nữa thì chỗ này đã bị đứt ngầm rồi. Chức năng cảm ứng từ trường, để ở ngoài dây lửa đèn sẽ sáng màu xanh và để ở ngoài dây mát đèn sẽ không sáng. Nếu chọc vào ổ điện dây lửa đèn sẽ sáng xanh đỏ, còn dây mát đèn chỉ sáng màu xanh. Một chiếc bút tiện dụng như thế này mà chỉ bằng một cốc trà sữa. Đó, thực tế về sản phẩm nhé, các nhá, rất ok luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 một cái cây bút điện đa năng thôi, 20.000 một cây, rất nhiều chức năng nhé. Đo tông mạch, đo dây đứt rồi do dây nóng dây, ok luôn. 20.000 một cây bút điện đa năng nha. Đấy, phụ kiện luôn đó là cái dòng vít nở sắt nhá. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000 các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25 mm nhá. Đấy, 25 mm và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh, em này rất thích hợp cho các bác thi công lát vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào, đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa, đấy và nó sẽ chốt chặt vào luôn. Đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà. Đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái, còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi. Đấy, nó sẽ ôm sắt, đấy nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này. Đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa ấy. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, nói chung về các bác sử dụng dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt cũng nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, nhưng con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào đấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25 mm thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó, vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá. Ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng xách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn xò, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA, USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bạn nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng 2 nắp nhá. Đấy, hàng 2 nắp thì cái hàng 2 nắp này thì để chống chỉ định là tại sao nó dùng xài cái 2 nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng 2 nắp thế để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng 2 nắp này có ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được có thế thôi. Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn 2 nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua cái về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k coi nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo 2 thành phần thì bên em còn không thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo 2 thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo 2 thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo 2 phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng để vá hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo 2 thành phần nhá. Lọ keo 2 thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo 2 thành phần. Đấy, keo 2 thành phần này. 40k một cái tip keo 2 thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100 ml nhá. Đấy, một tip này là 100 ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như mông hổm nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây, các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, nó thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa, và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Ở đây nó có cả khóa đây luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ là cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn, xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Hot này. Đó, rất nhiều bác hỏi thì hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó, bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp các nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái hộp giòn cao su. Đấy, giòn cao su 200 cái này, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để các bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm các bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy, 200 chi tiết nhá. Cái giòn này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này, đấy, rất cần những cái giòn này để các bác thay thế này. Đấy, nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy, rất là ok. Mà cái giòn này rất là dai nhá. Đấy, nó không phải những dạng giòn thường. Đây, giòn có nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Giòn cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài 3 năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Cái phần tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào shop Tuy Nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó, lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng đây. Input của nó sẽ là DC 5V 1 đến 3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, đi đây em lấy ra quay mẫu các bác này. Về các bác cắm ở đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB các bác cắm ở đây, sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin này em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 em đang bán đây. Pin này thì hiện tại em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bạn thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo trong quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba, xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc 1 viên 1 cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này. Để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên không nhá. Đấy, 20.000 một viên. Thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó chung pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dọa gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đấy cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện rồi nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V đấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, em vừa quay này. Đấy, cái cục này cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, xem cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần phải dây dợ gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nha. Còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90.000 một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây, em di cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn thấy con chuột em di chưa? Đây, con chuột em di này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này này. Đấy, có nhìn thấy con chuột đây em đang di này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay em đang di đây. Đây tay em đang di đây. Đấy tay em đang di đây. Đấy, di đâu là nó sẽ sáng lên đấy này. Đây này. Đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dợ gì nhằng nhá mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin 1 lần. Pin nó cực kỳ cho bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo như em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn, vì như em dùng thực tế đây, như em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa, kìa. Đấy, đây không? Rất ok nhá, không cần phải dây dợ rằng nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi, quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này, lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các bác nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cái lên mã cho em sẽ là chuột không dây, 90.000 một con. Tiếp tục em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy. Bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhưng Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt đấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn, giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình AQ các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện mình bí ấy, cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này bỏ qua chỗ đây. Đấy, còn đây chủ yếu em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1, 2, 3, 4 này, 1, 2, 3, 4 tổng là 16 mắt led nhá. Trong một chiếc pha này rất kín luôn, con này chống nước cho em thoải mái nhá. Hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này. Đấy thì những cái vỏ hộp nó rất đẹp. Nói chung là hàng xịn đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có 2 dây. Một dây đỏ và dây đen có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé. Đấu sai dây là em chịu các bác nhá. Nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ giúp em là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá đây. Test thử bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm. Con này dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó đây, em pha bác luôn này. Mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây, con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. Con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này. Thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên với bác màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô, hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có 2 dây, một dây đỏ dây đen nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nha là nguyên hộp nha là 40.000 nhá, đèn pha led 12V 40.000 một cái.